Không thì Đăng Nguyên xin gửi lời chào đến các cô chú chị và các bạn. Chúng ta bắt đầu với buổi livestream ngày hôm nay nha. Như lịch hẹn đã đăng đúng không ạ? Buổi livestream ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu để cùng chia sẻ những kiến thức liên quan đến phong thủy cũng như giải đáp những cái câu hỏi thắc mắc trăn trở của các cô chú chị xoay quanh cái câu hỏi liên quan đến vận hạn, liên quan đến tháng cô hồn hay các vấn đề liên quan đến tháng 7 âm lịch. Chúng ta có những cái điều suy nghĩ gì không đúng không ạ? Mời các cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng vào livestream cũng như cùng giao lưu với lại là Đức Trung nha. Thực ra nó sao không tối lắm đấy, em ạ, nó sao không tối lắm đâu, không cần phải đèn tắt những thứ đâu. Nào, xin mời tất cả các cô chú anh chị chúng ta cùng tham gia livestream cũng như là cùng giao lưu đặt câu hỏi đến với Đức Trung nha. Để ngày hôm nay Đức Trung có cơ hội chia sẻ cũng như là cùng giao lưu với lại là các cô chú anh chị trong buổi livestream ngày hôm nay. Nào, xin kính mời các cô chú chị chúng ta cùng nhau đặt câu hỏi với lại Đức Trung, chúng ta cùng nhau giao lưu trong cái buổi chia sẻ trực tiếp ngày hôm nay. Đức Trung nhận thấy rằng là trong cái tháng sắp tới gần đây là tháng 7 cô hồn ạ, mọi người rất hay lo ngại rằng tháng 7 là cái tháng xấu, tháng cô hồn là cái tháng xấu, cho nên là không dám thực hiện. Nghe thiên hạ đồn thổi là tháng 7 là tháng xấu, không biết là nó có xấu không nữa. Các quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau đặt câu hỏi nhé, để chúng ta cùng nhau giao lưu cũng như chúng có cơ hội giải đáp đến các cô chú anh chị, chúng ta sẽ yên tâm hơn về cái việc thực hiện những cái việc đại sự trong cái tháng 7 cô hồn này, trong những quãng thời gian trong năm 2020 này hoặc là sang năm 2021 tới thì cái việc làm nhà dựng cửa chúng ta sẽ như nào. Thì các cô chú anh chị hãy đặt câu hỏi giao lưu với lại chương trình và giao lưu với lại phong thủy Đăng Nguyên. Không biết là trong những buổi livestream trước đó thì Đức Trung có gửi, có thông báo và gửi các cô chú anh chị cái phần tài liệu liên quan đến tổng hợp xây dựng ekip tuổi làm việc từ năm 1956 Bính Thân cho đến năm 2015 Mất Mùi. Thì không biết là các cô chú anh chị đã chia sẻ video cũng như đã nhận được tài liệu chưa? Nếu như ai đã nhận được tài liệu rồi thì có thể là chia sẻ Đức Trung biết là ứng dụng cái tài liệu này Đức Trung gửi tặng thì không biết là các cô chú anh chị có ứng dụng dễ dàng không? Cái việc tra tuổi để mà thực hiện cái việc liên quan đến lựa chọn ekip làm việc cho mình hay là dựng vợ và chồng, sinh con đẻ cái, tuyển chọn nhân viên, lựa chọn đối tác làm ăn, không biết là có dễ dàng sử dụng không. Đây là một trong những tài liệu rất là hay mà rất là dễ dàng sử dụng trong việc chúng ta lựa chọn đối tác phù hợp với mình để mà xây dựng cho mình một ekip làm việc phù hợp với tuổi, đúng không ạ? Rất là hay, chúng ta lựa chọn từ những cái tuổi tam hợp, nhị hợp, lộc mã quý nhân, đúng không ạ? Rồi là hợp thiên can và tránh những cái tuổi xung thiên can xung địa chi như thế nào.
Xin kính mời các cô chú chị, những ai mà chưa có tài liệu này vui lòng là chia sẻ video livestream cũng như bình luận xuống bên dưới nhé. Hãy chia sẻ video livestream cũng như bình luận xuống bên dưới để chúng tôi có cơ hội là dành tặng đến các cô chú chị phần tài liệu ý nghĩa này nhé. Và hãy giao lưu với lại chương trình, giao lưu với Đức Trung, giao lưu với Phong Thủy Lâm Viên bằng cách là đặt câu hỏi xuống dưới phần bình luận, đúng không ạ? Hãy đặt câu hỏi tư vấn hoàn toàn miễn phí trong buổi livestream giải đáp phong thủy ngày hôm nay. Có khán giả đặt câu hỏi với anh Trung ạ. Là xin bạn cho mình hỏi một chút, mua nhà chung cư có cần thiết chọn hướng không? Nếu có thì xem hướng nhà hay hướng ban công? Cảm ơn nhiều. Anh cứ lên cái tam nguyên phong thủy nó có hết không nhỉ? Anh cứ vào cái tam nguyên phong thủy. Vâng, thưa chị, rằng là chị hỏi câu hỏi đó là chị muốn chuẩn bị là mua chung cư, đúng không ạ? Thì mua chung cư có cần chọn hướng không, đúng không? Và hướng chung cư xác định theo cách nào? Nó xác định theo hướng của căn hộ hay hướng tòa chung cư, đúng không? Thực tế mà nói thì đối với cái việc mà đối như có cơ hội mà lựa chọn được hướng hợp với lại là gia chủ, tức là phù hợp với chị hoặc là chồng chị, các con trong gia đình thì nó sẽ rất là tốt. Và hướng của căn chung cư thì được xác định đó là hướng của căn hộ. Chúng ta xác định nó là hướng của căn hộ chứ không phải là hướng của tòa chung cư. Do đó là cái thứ nhất là nếu như lựa chọn được cái hướng của căn chung cư được thì rất là tốt. Chị vui lòng là nhắn tin đầy đủ thêm là chị sinh năm bao nhiêu, chồng chị sinh năm bao nhiêu và các con sinh năm bao nhiêu để em tư vấn kỹ hơn về cái việc là lựa chọn cái hướng nào sẽ phù hợp với lại là tuổi của chị, chồng chị và các con nhé. Đồng thời là hướng của căn chung cư cửa chính, tức là cửa của căn hộ, thì mặt nhìn thẳng vào đâu thì đấy chính là hướng, chứ không phải là hướng của căn tòa nhà là hướng của ban công. Cái đấy nó không phải chính xác đâu. Bởi vì là làm gì có ai mà ví dụ như là ngày Tết, đúng không ạ? Chúng ta bước vào nhà, chúng ta xông khí, chúng ta xông cửa, đúng không ạ? Làm gì có ai leo từ ban công leo vào. Do vậy là tất cả những cái luồng khí chính nó nạp từ đại môn, nạp từ cửa chính nạp vào nhé các cô chú chị nhé. Chị Thu Hương có câu hỏi là hôm qua ban thần tài nhà mình bị quạt treo tường rơi vào và vỡ mái ban, bát hương bị xê dịch, xin hỏi có vấn đề gì không ạ? Có cần làm lễ giải đét không ạ? Hiện tại thay ban mới. Đây là thay ban mới. Thực ra mà nói thì nhân vô thập toàn, những cái việc mà xảy ra bất ngờ như thế này, nếu như có lẽ là chị phải cảm thấy một điều may mắn nếu như cái quạt trần nó không phải là rơi vào người, giả thiết mà có đứa trẻ con hay có bất cứ ai mà lại đang ở khu vực đấy mà nó lại rơi vào người, có lẽ là lúc này không phải là vỡ cái ban thần tài mà có lẽ là bị tổn thương và gây trọng thương người khác, đúng không ạ? Do vậy là đó là điều may mắn chứ không phải là điều mà chúng ta cảm thấy xui xẻo. Và bây giờ chị chỉ cần là làm cái lễ gọi là lễ thay ban, lễ giải xá cái ban thờ cũ. Ban thờ mà rơi vào người thì sao, rõ ràng một điều nó sẽ xảy ra việc gì, xảy ra trọng thương rồi. Do đó là nếu như là sao chính xác hơn thì các cô chị chú ý chúng ta thay cái ban thờ mới. Thay ban thờ cũ và chúng ta lập nên một ban thờ mới, chúng ta nên có cái bước làm cái lễ và lễ giải xá, làm lễ giải xá ban thờ thì nó sẽ tốt hơn. Anh Đức Lì có câu hỏi là cửa hàng quần áo của em đợt này ế ẩm quá, có cách nào để đông khách hơn không thầy? Cửa hàng quần áo của anh đợt này ế ẩm, đúng không? Thế này, thực ra mà nói cái việc mà kinh doanh của chúng ta ế ẩm thì nó cũng sẽ căn cứ phù hợp vào nhiều yếu tố khác nhau. Nó căn cứ vào nhiều phù hợp yếu tố khác nhau thì cái này để mà chi tiết hơn thì có lẽ anh cần cung cấp thêm cái việc thứ nhất là năm sinh của anh sinh năm bao nhiêu, cái thứ hai là hướng của cái cửa hàng kinh doanh của anh là hướng gì, bởi vì chúng ta biết là cái yếu tố về vận hạn tốt xấu hay là cắt hung hay là may mắn hay là đen đủi thì nó đến từ nhiều cái yếu tố, nhưng tự chung lại nó sẽ tác động vào hai cái thứ thôi. Thứ nhất đó là cái tác động vào cái yếu tố về thân mệnh và cái vận hạn của bản thân anh. Cái thứ hai đó là cái cửa hàng của anh, thứ hai là cửa hàng của anh nó có được nhiều cái cát lợi hay không. Thì cái việc mà vận hạn bản thân anh nó căn cứ dựa trên năm sinh, hoặc chi tiết cụ thể hơn nó căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh của anh cơ. Còn đâu ra là cái cửa hàng của anh thì đánh giá như nào, đánh giá thông qua yếu tố về hướng của cửa hàng anh là hướng gì và cụ thể được bao nhiêu độ thì càng tốt, để chúng ta có thể luận giải được cái việc đó là vận khí của cái hướng cửa hàng anh năm nay nó ra làm sao. Giả thiết rằng nặng cái hướng của hàng của anh năm nay là hướng đông, cái hướng cửa hàng anh là hướng đông chẳng hạn, thì năm nay rõ ràng một điều là hướng đông năm nay đón hoàn toàn cái sát khí
của ngũ hoàng đại sát tinh đáo đến đúng không ạ? Hoặc hướng của anh năm nay thất xích quan quân nhập chính cùng, do chúng ta thấy rằng là 7, 8, 9, 1, 2 thì cái hướng nam này, ví dụ hướng nam nữa là hướng nam mà nhã bệnh phù đáo đến, nếu như cửa hàng năm nay là hướng đông và hướng nam là hai cái hướng rất xấu, thì nó đoán cái thiên khí rất xấu của các cái yếu tố là thiên tinh không tốt, thì cái vận khí cửa hàng chắc chắn nó cũng sẽ đi xuống. Hay là bản thân anh năm nay xét với yếu tố của tương quan thái tuế mà lại có yếu tố là xung hình phá hại với thái tuế, thì nó là một trong những điều mà nó không có, nó cũng hạn chế rất nhiều đến công việc kinh doanh của anh. Anh comment thêm cái việc anh sinh năm bao nhiêu với lại là hướng của anh là hướng bao nhiêu độ nhé, thì sẽ có đội ngũ trợ lý tư vấn chi tiết hơn nữa, đồng thời sẽ có những cái phương án hóa giải cho cái việc vận hạn lưu liên của mình cũng như là cửa hàng của mình, cái hướng cửa hàng của mình nó gặp không được may mắn. Chị Ý Mai Thiên có câu hỏi: thầy ơi, năm nay con vướng vào hạn tam tai nên làm gì cũng không được thuận lợi, té xe miết thầy ạ, có cách nào hóa giải không thầy, con tuổi Sửu. Đúng rồi, chính xác, tuổi Tỵ Dậu Sửu thì tuổi Tỵ Dậu Sửu sẽ có 3 năm tam tai, đúng không ạ? Tỵ Dậu Sửu sẽ có 3 năm tam tai và 3 năm là Hợi, Tý và Sửu, tức là năm 2019, năm 2020 và năm 2021. Do vậy là năm 2019 là cái năm Kỷ Hợi, là cái năm mà sẽ có yếu tố là vận hạn xấu nhất đối với tuổi Tỵ Dậu Sửu. 2020 và 2021 thì mức độ nó sẽ giảm xuống rồi. Cái mức độ về những cái điều mà không may mắn á, những cái điều bất lợi nó sẽ giảm xuống rồi, tức là cái mức độ nguy hiểm nó sẽ giảm dần xuống. Tuy nhiên là trong năm 2020 canh tí này thì vẫn là cái năm mà gặp hạn tam tai đối với tuổi Tỵ Dậu Sửu. Thì thực tế mà nói thì tam tai nó là đơn giản vào cái năm mà bởi vì rằng là tam hợp Tỵ Dậu Sửu đúng không ạ, kim cục, thì bởi vì rằng là nó nếu như không vào cái năm nó hóa khí tốt thì nó bị tam tai rồi. Bởi vì cho nên rằng là vào những năm tam tai thì mình sẽ có nhiều sự lưu tâm hơn. Thực ra mà nói năm tam tai nó là cái năm báo hiệu cho mình để mình có sự chuẩn bị thôi. Mình sẽ chú ý nhiều hơn liên quan đến sức khỏe là cái thứ nhất này, liên quan đến đường công danh tài lộc cái thứ hai này, liên quan đến yếu tố về miệng lưỡi thị phi là cái thứ ba này. Bởi vì rằng là tất cả những cái đấy đều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sức khỏe của mình. Ví dụ là mình năm nay là cái năm, những cái năm tam tai, những cái năm mà nó sẽ có cái vận hạn xấu đối với thái tuế lưu liên, mà chúng ta không chú ý đến đường sức khỏe đúng không ạ, chúng ta ngủ nghỉ kém, ăn uống vô tội vạ, không có kỷ luật, thì việc đấy nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của chúng ta, chắc chắn trong năm đấy nó sẽ có sự phát bệnh. Hai năm đấy là cái năm mà chúng ta gặp tam tai, năm đấy năm chúng ta có sự xung khắc với thái tuế, và chúng ta làm gì, chúng ta lại có những cái mà không có tiết chế về lời tiếng nói, mà chúng ta dễ dàng chúng ta đối khẩu, chúng ta lại gặp nhiều thị phi, thậm chí có thể năm đấy là năm mà chúng ta gặp tam tai, năm đấy là năm chúng ta gặp phải hạn xấu với thái tuế, mà chúng ta xử lý tất cả những giấy tờ công vụ mà chúng ta không có chú ý những cái điều khoản, những cái chi tiết nhỏ mà dễ có thể khi mà chúng ta đặt bút rồi, người ta nói bút xa gà chết, mọi người trên giấy trên mực đen, giấy trắng mực đen mà chúng ta không có chú ý thì nó sẽ gặp rất nhiều những điều bất lợi mà có thể xảy đến việc kiện tụng, có thể là dẫn đến cái việc kiện tụng và ra tòa, nó là cái điều mà chúng ta cần phải chú ý. Do đó người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, đúng không ạ? Phòng bệnh hơn chữa bệnh, đừng để cái nhà cháy rồi sau đó chúng ta mới tiến hành chữa. Do đó là hãy chú ý những cái điều trên. Ngoài ra thì khuyên chị nên sử dụng thêm những cái món vật phẩm phong thủy. Sử dụng một số những món vật phẩm phong thủy để gia tăng thêm yếu tố về may mắn tài lộc cho bản thân mình. Ví dụ như hạn tuổi Tỵ Dậu Sửu, đúng không? Chị có thể sử dụng một cái vòng tam hợp. Đây là cái vòng tam hợp, gọi là vòng tam hợp Tỵ Dậu Sửu bởi vì nó sẽ được thiết kế bởi các hạt gỗ tử đàn, người ta gọi là vương mộc tử đàn, và ba hạt đá mã não được khắc linh vật là Tỵ Dậu Sửu lên trên này. Đối với cái việc chúng ta đeo cái vòng tam hợp Tỵ Dậu Sửu, ngoài cái yếu tố năng lượng từ các cái nguyên liệu chế tác nó, tức là từ các hạt gỗ tử đàn, đúng không, và đá mã não là những cái pháp khí trong dân gian để quy tụ cái năng lượng linh khí của đất trời, đồng thời là tăng cái mức độ công hiệu tỷ đà, thì cái việc chúng ta đeo một cái vòng tam hợp trên tay, đúng không ạ, rất nhiều cô chú chị bảo mua cái vòng này có 680.000, sau đó một tháng sau nó kêu lại không nghỉ nghe vui, tôi đeo một tháng rồi không thấy nhiều tiền hơn. Ôi ôi, các cô chú chị bỏ mua 680.000 mà đòi nhiều tiền luôn thì chắc có lẽ là Đức Trung phải dắt vùng quanh người rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên cái việc mà chúng ta đeo một cái vật phẩm phong thủy bên người, một người ta gọi đấy là pháp khí hộ thân, thì chúng ta luôn hiểu một điều, khi chúng ta đeo lên trên người, đúng không ạ, bất cứ trong cuộc sống hay trong công việc chúng ta làm thì chúng ta thường xuyên tiếp xúc với nó, chúng ta nhìn thấy nó, và mỗi khi nhìn thấy nó thì nó giống như việc một sẽ có một cái quý nhân tương trợ nhắc nhở chúng ta rằng là năm nay cậu đang gặp vận xấu đấy nhá, cậu phải chú ý về lời tiếng nói, cậu phải chú ý nhiều đến sức khỏe, cậu phải chú ý nhiều đến cái liên quan đến thị phi, đúng không ạ? Chúng ta định đi nhậu đấy, nhưng mà tuy nhiên nhìn thấy vòng trên tay chúng ta biết rằng năm nay vận xấu, chúng ta sức khỏe không tốt, cho nên rằng là không biết chuyện gì xảy ra cả, do đó chúng ta từ chối được những cuộc nhậu mà vô căn cứ, những cuộc nhậu mà chúng ta có thể từ chối được, và chúng ta từ chối, chúng ta xin phép không có đi nhậu. Chúng ta tính chuyện chúng ta đi chơi đâu đến xa chẳng hạn, tuy nhiên một điều là
bất cứ chuyện gì có thể xảy ra trên đường đi, nếu như có thể hạn chế không đi được thì là tốt, bởi vì năm đấy là năm vận hạn xấu chúng ta, đúng không? Năm đấy chúng ta đi thằng kia nó cãi cọ mình, nó gây hấn với mình, mình bị gân cổ mình cãi với nó luôn, quyết ăn thua khô máu nó luôn, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta biết rằng là năm nay vận hạn chúng ta xấu, cho nên chúng ta một điều nhìn chín điều lành, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không có đối khẩu với những đối tượng như thế nữa, và điều đó nó có thể là giảm thiểu đi rất nhiều những cái vận hạn xấu của chúng ta. Thì bằng cách chúng ta sử dụng những cái vật phẩm như này, ngoài yếu tố năng lượng thì nó giúp cho chúng ta giống như một quý nhân tương trợ nhắc nhở chúng ta rất là tốt. Ngoài ra thì các cô chú chị cũng có thể sử dụng thêm một số những cái vật phẩm khác nữa, ví dụ như đây là cái vật phẩm gọi là khai dương phú quý, đúng không? Nó sẽ là trang sức hộ thân dành cho các nữ mệnh hoặc là nam mệnh rất là tốt. Đó là cái điều lời khuyên, ngoài việc chú ý về những cái vận hạn thêm cái món may mắn bình an cho bản thân mình. Thì đây là cái pháp khí gọi là khai dương phú quý năm 2020 và 2021 thầy Tam Nguyên ra mắt, để mà các tuổi phạm phải thái thuế hoặc là hợp với thái thuế đều có thể sử dụng được rất là tốt luôn. Câu hỏi tiếp theo đi. Câu hỏi tiếp theo, em chào thầy, thầy cho em hỏi, nhà em hướng đông nam, tuổi em 1970, vợ em 1977, con lớn 1997 và con bé 2002. Cho em hỏi vận hạn sang năm của nhà có phạm sát nào không, cách hóa giải như thế nào ạ? Nhà anh sinh năm 1970 canh tuất đúng không ạ? Vợ anh 1977 đinh tỵ, con gái là 1997 đinh sửu đúng không? Tiếp nữa nào. Con thứ hai là 2002. 2002 nhâm ngọ đúng không? Và năm sau, và nhà anh hướng đông nam, về cơ bản là nhà anh hướng đông nam á, thì năm 2020 này đón cái yếu tố thiên khí của sao lục bạch tài tinh đao đến. Sao lục bạch là cái sao gọi là sao văn khúc, là cái sao nó chủ về sao vũ khúc, là cái sao chủ về, bởi vì chúng ta có cửu tinh mà, đúng không ạ? Tham cửu độc văn liêm vũ phá đúng không, rồi là tà phù hữu bận, chúng ta thấy rằng là lục bạch hay gọi là sao vũ khúc là cái sao mà nó sẽ chủ về tài tinh, chủ về những cái liên quan đến bộ môn năng khiếu. Do đó năm 2020 là cái năm mà vũ khúc đáo đến, là sao lục bạch, sao vũ khúc ấy đáo đến hướng đông nam mang lại cát tinh khá tốt. Nhưng năm 2021, năm tân sửu lại là câu chuyện khác. Năm 2021 tân sửu lại là năm mà có ngũ hành đại sát tinh đáo đến hướng đông nam, do đó vận khí của hướng đông nam nhà anh là cái năm mà cực kỳ phải chú ý. Đặc biệt ở đây là ngũ hành đại sát của anh hổ, nó sẽ có cái yếu tố tương hợp khá nhiều đối với những người có cái nạp âm là thổ ở trong gia đình anh, đặc biệt là vợ anh 1977 đinh tỵ, thì năm sau cũng là phải chú ý nhiều. Tuy nhiên một điều đó là năm sau là gia đình anh có tuổi anh 1970 canh tuất này, có con gái anh là 1997 đinh sửu và con gái nữa là 2002 nhâm ngọ, đúng hai con gái đúng nhỉ? Đúng rồi. Thì năm sau 2020, năm 2021 tân sửu ạ, thì chắc chắn một điều chúng ta phải thấy rằng là tuổi 1977 đinh sửu là cái tuổi gọi là phạm thái tuế, hay người ta gọi là tuổi trực thái tuế, đúng không? Thái tuế đương đầu tọa, vô hỷ ác hữu họa, do đó cô bé này năm sau nhất định cần phải chú ý. Mà tuổi 77 đinh sửu là thực tế đi làm rồi va vấp ngoài và cuộc sống rồi, do đó là có thể xảy đến những cái chuyện liên quan đến thị phi nơi công sở, thì dặn cô con gái là cần phải chú ý hết sức đối với năm sau, đúng không ạ? Ngoài ra cái chuyện tình cảm cũng cần phải chú ý, tránh cưới thì có thể xảy ra những chuyện bất ngờ hoặc là nó sẽ ảnh hưởng đến yếu tố về tâm lý, thì cần phải chú ý nhiều hơn cái việc này. Đối với năm sau đó là sửu ngọ, năm sau thì tí sửu thì nhị hợp và sửu ngọ thì lại có sự tương hại, do đó tuổi ngọ năm sau cũng hại thái tuế, phải chú ý sức khỏe thôi. Cô bé 2002 chú ý nhiều về sức khỏe thôi, tâm lý nữa, bởi vì là đang cái tuổi mà tuổi ăn học. Còn đâu rằng là tuổi của vợ anh là 1977 đinh tỵ, tỵ dậu sửu tam hợp, do đó năm sau có yếu tố tam hợp với thái tuế, nhưng lại một năm mà sẽ có cái điều bất lợi đối với ngũ hành đại sát đáo đến hướng, do đó cái nhà vận khí không tốt á, thì nó có cái sự tác động. Tuổi anh thì tuổi mậu tuất, nằm cái bộ tam hợp tuất sửu mùi năm sau đều bao gồm là tuổi của anh, tuổi của bạn 1977 và bạn 2002, phải chú ý nhiều, nên có cái phương án hóa giải đối với vận khí hướng nhà. Anh sử dụng 5 cái đồng hoa mai. Đối với nhà hướng đông nam năm 2021, anh sử dụng 5 cái đồng hoa mai để hóa giải yếu tố sát khí của ngũ hành đại sát đáo đến hướng. Ngoài ra các cái tuổi kia thì cũng có thể sử dụng các vật phẩm hộ thân như là vòng tam hợp, hoặc là sử dụng thêm một số những vật phẩm hộ thân khác nữa như là khai dương phú quý cho nữ mệnh, hoặc khai dương phú quý cho nam mệnh thì sẽ rất là tốt. Chị Trần Minh Châu có câu hỏi, em chào thầy, em tuổi 1991, vợ 1995 thì chọn hướng nhà nào hợp ạ? Em cảm ơn thầy. 1991 và 1995. 1991, 1995 chọn hướng đông bắc hoặc hướng bắc. Tốt nhất chọn hướng đông bắc bạn ạ.
nên chọn hướng đông bắc. Theo đường 5 tam phái bên mình thì bạn có thể lựa chọn hướng đông bắc thì nó sẽ vượng hơn. Bạn nên lựa chọn hướng đông bắc thì nó sẽ vượng hơn. Do đó là bạn có thể lựa chọn hướng đông bắc để mà ở thì nó sẽ rất là tốt. Chị Lê Xuân có câu hỏi này. Chồng sinh năm 1981, vợ 1982, con lớn là 2011 và đứa bé là 2015. Mình đang chọn một căn hướng cửa đông nam, ban công tây bắc, xin ý kiến của thầy. À, rồi đây. Chị Lê Xuân câu hỏi đúng không ạ? Chồng chị sinh năm 1981 là tuổi Tân Dậu, chị sinh năm 1982 nhâm tuất, con sinh năm 2011 Tân Mão và con 2015 Ất Mùi đúng không? Chị đang lựa chọn một căn hướng đông nam, ban công tây bắc. Xin ý của thầy. Thực tế mà nói xét theo định long tam hợp phái, xét theo định long tam hợp phái thì căn hướng đông nam này thì nó hợp lòng với chị, nó hợp với chị ạ. Tức là tuổi của chị là 1982 nhâm tuất, chị ở hướng đông nam rất là vượng. Ngoài ra thì nó hợp. Ngoài ra các cái tuổi còn lại thì nó hợp với mỗi chị nhiều hơn. Các tuổi còn lại thì không xấu. Nhớ là đối với nhớ nếu các anh chị đi chung chia sẻ một quan điểm rất là rõ ràng trong phong thủy chính phái, đó là trong phong thủy chính phái thì không có cái hướng nhà nào là hướng xấu cả, không có hướng nhà nào là hướng xấu so với tuổi cả. Nó chỉ có hướng một là vượng, hai là không vượng bằng mà thôi, một là hợp, hai là không hợp bằng thế thôi. Tức là đối với hướng đông nam này thì nó hợp với chị hơn, và các cái tuổi còn lại thì nó không hợp bằng, chứ nó không có xấu nào với tuổi cả. Đấy, tuy nhiên một điều nó hợp long là một chuyện, tức là tuổi của chị hợp với hướng đông nam này, nhưng mà cái xét về yếu tố thiên khí trong cái năm 2021 sắp tới, bởi năm 2020 chúng ta cũng đang tiến sát vào những thời điểm những tháng cuối năm rồi, một nửa năm cuối năm rồi đúng không ạ? Thì cái hướng đông nam năm 2021 tới, nói chung là nói về cái hướng vận khí đông nam năm 2021, thì cái hướng đông nam năm 2021 là cái năm mà sẽ có cái vận khí khá là không tốt. Bởi hướng đông nam như chúng nói là sao ngũ đại sát tinh nó sẽ đáo đến hướng đông nam. Trong cái hạn nguyên vận 8 thì ngũ đại sát là sao số 5, nó rơi vào cái tử khí, nó rơi vào cách cục tử khí, vận nó không được tốt. Thế cho nên rằng là những ngôi nhà mà có hướng đông nam năm 2021 là một cái hướng mà cái vận khí nó rất là xấu, nó sẽ có nhiều cái ảnh hưởng liên quan đến tai ách, bệnh tật, do đó cần phải chú ý nhiều. Tuổi của chị 1982 nhâm tuất, năm sau là năm 2021 Tân Sửu, Thìn Tuất Sửu Mùi, các cái tuổi nằm trong mộ khố này ấy, thì nó đều có sự ảnh hưởng cả. Năm bé 2015 phải chú ý nhiều về sức khỏe, bởi vì là tuổi Mùi mà Mùi xung với Sửu. Năm sau tuổi 2015 là tuổi Mùi, và các tuổi Mùi đều là những tuổi mà xung với Thái Tuế, đều xung với Thái Tuế. Tuy nhiên bé 2015 bé này vẫn còn nhỏ nên chú ý sức khỏe với bé thôi nhé. Chú sức khỏe thì mẹ không phải được. Xét tự chung lại thì năm 2021 hướng đông nam là cái hướng mà vận khí nó khá xấu, có nên có phương án hóa giải. Chị sử dụng 50 đồng hoa mai, chị sử dụng 50 đồng hoa mai để dán tại cái khuôn cửa của ngôi nhà, lấy cho anh cái đồng hoa mai này. Đấy. Ở đây chị sử dụng cái đồng hoa mai như thế này này, chị Lê Xuân ạ. Chị sử dụng cái đồng hoa mai này, nhưng mà nó không có dây. Chị sử dụng 50 đồng hoa mai rời, 1, 2, 3 thêm 2 đồng nữa là 5 đồng. Chúng ta sẽ dán tại cái khuôn cửa của cái cửa chính nhé. Tức là cái đường bao cửa là như thế này đúng không ạ? Cái đường bao cửa là như thế này. Chúng ta sẽ dán tại khuôn cửa, mà chúng ta nhìn lên chúng ta sẽ thấy 5 đồng hoa mai, 1, 2, 3, 4, 5. 50 đồng hoa mai chúng ta sẽ dán theo cái nguyên tắc, đó là hai cái đồng ở hai bên sẽ là hình và đồng ở giữa sẽ là chữ. Tức là sẽ là hình, hình, chữ, hình, hình, để cái yếu tố hóa giải cái sát khí của ngũ hành đại sát tinh đúng không ạ? Hóa giải yếu tố ngũ hành đại sát. Này thôi, còn đông nam năm 2010, năm 2020 thì cơ bản năm 2020 thì vẫn ok. Năm 2020 thì lục bạch tài tinh đáo đến hướng đông nam. Do đó là sẽ kích hoạt được những cái yếu tố liên quan bộ năng khiếu cho các bé nhà mình, tức là bé 2011 và bé 2015. Nó sẽ kích hoạt được nhiều cái yếu tố liên quan đến năng khiếu nghệ thuật. Chị có thể sử dụng một cái vật phẩm, đó là cái sâu hồ lô ngọc bích chị treo tại cửa của hướng đông nam này thì sẽ rất là tốt. Mạng mờ lắm bạn ạ. Em chú ý là không được mạng như nào. Vừa chỉnh đỡ rồi. Anh Vũ Mạnh Dương có câu hỏi là em sinh năm 2000, em định tháng 7 âm cô hồn mở hàng khai trương showroom thiết bị điện tử thì có được không ạ? Bạn Vũ Mạnh Dương câu hỏi bạn sinh năm 2000 tháng 7 âm cô để bạn bảo rằng showroom thiết bị điện tử được không? Đầu tiên là chúc mừng bạn, để bạn sinh năm 2000 rất là trẻ mà bạn có thể là có một cái công việc như vậy thì rất là tốt đúng không ạ? Tuổi trẻ tài cao, chúc mừng bạn. Cái việc bạn băn khoăn là tháng 7 cô hồn thì bạn muốn khai trương cái showroom thiết bị điện tử có được không? Thực tế mà nói thì cái việc mà mở khai trương hay là nhập trạch hay động thổ, bất cứ những cái công việc gì liên quan yếu tố về nhà cửa đất đai thì trong tháng 7 cô hồn thực tế người ta không có kỹ, bởi vì rằng là tháng 7 cô hồn thực ra nó là một cái tích của bên Trung Quốc lan truyền ra các nước bên châu Á đúng không, ví dụ như các bên
đất nước Đông Nam Á chúng ta hay là bên Nhật Bản, Hàn Quốc đều có sự ảnh hưởng đối với cái nền văn hóa Trung Đông này. Thì cái việc mà tháng cô hồn, thực tế mà nói chúng ta hiểu là tháng cô hồn là cái tháng người ta gọi là tháng xá tội vong nhân, là cái tháng mà những người ở trên trần cơ dương cơ để chúng ta dành những cái sự gọi là giống như phúc đáp đối với liên quan đến yếu tố về âm phần, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng những cái lễ phóng sinh hoặc là lễ cúng đại bố chúng sinh trong khi cô hồn, đúng không, để gọi là đại bối đối với giới âm trần. Do đó là những cái và những ngày này thì chúng ta quan niệm rằng là có âm giới thì sẽ có nhiều vong linh lên trên trần thế để xin cơm xin ăn, đúng không ạ? Bởi vậy cho nên rằng là có âm tốt có âm xấu thì có thể dẫn đến việc quấy quả đối với người trên dương cơ, thì cái việc làm ăn buôn bán đôi khi nó không gặp may mắn. Do đó rằng người ta cứ quan niệm là tháng cô hồn là cái tháng xấu, và đó người ta hạn chế những việc này việc kia. Thì thực tế mà nói rằng là đại bộ phận tất cả mọi người đều lo rằng là tháng 7 là tháng cô hồn là tháng xấu rồi. Bởi vậy cho nên bạn mà có muốn mở tung xòe lên khai trương tung xòe vào cái tháng 7 cô hồn thì cũng lẽ là ít khách, bởi người ta cũng ngại cái việc chi tiền, người ta mua cái này người ta mua cái kia. Do vậy rằng là tháng 7 cô hồn tùy vào thực tế xem là cái nhu cầu tại địa phương người ta có nhiều cái nhu cầu vào cái tháng 7 cô hồn này không thì bạn có thể khai trương, còn nếu không bạn có thể lui, nếu không vội bạn có thể lui cái lịch khai trương này lại đến với cái tháng khác. Còn thực tế trong phong thủy chính phái thì cái tháng cô hồn nó không có sự tác động nhiều, bởi vì tất cả những cái việc liên quan đến đất cát nhà cửa động thổ khai trương nhập trạch thì nó căn cứ tiên quyết vào yếu tố gì, đó là tọa và hướng của cái cửa hàng của bạn. Do đó là bạn cần phải cung cấp thêm giúp mình đó là cái tọa hướng của cái cửa hàng của bạn là hướng gì, để mình xem là cái vận khí vào cái tháng 7 là cái tháng thân thì nó có được vượng hay không để tiến hành khai trương. Còn thực tế nó không liên quan tháng cô hồn này cả, nhưng mà đại bộ phận mọi người đều lo ngại tháng cô hồn là tháng xấu rồi, do đó người ta không có chi hầu bao ra để mà mua bất cứ cái gì đâu. Do vậy là xét theo yếu tố về thị trường, xét theo yếu tố về kinh doanh, đúng không ạ, đánh giá trên yếu tố về lợi thế cơ hội thì tháng 7 cơ hồn nó không phải là tháng tốt để chúng ta khai trương, vì rằng là người ta cũng rất khó để mà chi hầu bao ra khai trương được. Do vậy mở ra mà chúng ta không có cái dòng tiền thu về thì cái chi phí cố định, tất cả chi phí nó rất là cao, thì dễ dẫn đến cái việc mà chúng ta bị thất bại. Bởi vậy cho nên là có thể nếu không vội thì lui qua tháng cô hồn đi, qua dòng tháng 7 của bạn thế sẽ phù hợp hơn. Đấy là phân tích bạn trên yếu tố kinh doanh, còn phong thủy thì không phải lo gì cả, nhưng bạn cần cung cấp được cái hướng nhà bạn thì mới có thể đánh giá xem chính ngày được. Thế tiếp theo là anh Văn Giáp Phùng có câu hỏi là thầy cho em hỏi năm nay tháng nhuận tính ngày mùng 1 tháng 7 này thì tính như thế nào ạ? Cái việc mà tháng nhuận, anh Văn Giáp Phùng ấy, nó có các cái đối với việc mà sử dụng lịch trong cuộc sống thì nó có rất nhiều các loại lịch khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta có lịch dương lịch, lịch mặt trời, âm lịch mặt trăng, đúng không ạ? Rồi là nông lịch nữa. Thì trong phong thủy người ta lại xét theo cái lịch tiết khí, tức là lịch nạp sát của Cam Chi ấy. Chúng ta sẽ xét theo cái lịch tiết khí, đúng không ạ? Thì cái việc này để mà tra cái lịch, thực tế mà nói đến cái ngày 1 tháng 7 thực tế mà nói cái tháng thân nó đã nhảy từ cái tháng 6 âm lịch từ cơ, nó đã nhảy từ những cái ngày hai mấy của tháng 6 âm rồi. Do vậy tháng 7, mùng 1 tháng 7 âm lịch, không phải đến mùng 1 tháng 7 thì nó mới gọi là nhảy sang tháng thân, mà tháng thân đã chuyển tiết khí trước đấy trong tháng 6 rồi. Do vậy là mùng 1 tháng 7 chắc chắn đã là tháng thân rồi. Thì cái tháng 7 chúng ta cứ nghĩ là tháng mùng 1 tháng 7 thì gọi là chuyển sang tháng 7 âm lịch, nhưng thực tế mà nói thì tháng 7 âm lịch là cái tháng người ta nói về cái, người ta có cái hai cái tích, đó là tích tháng cô hồn và tháng gọi là tháng vu lan báo hiếu. Thì hai cái tích này là hoàn toàn khác nhau nhé. Cái tháng cô hồn, tháng thá tội xá tội vong nhân, cái tích xá tội vong nhân và cái tích là vu lan báo hiếu là hai cái tích hoàn toàn khác nhau, và hai cái lễ này hoàn toàn khác nhau luôn. Nhưng mà người ta quan niệm là vào mùng 1 tháng 7 thì mới gọi là chuyển sang tháng 7, nhưng thực tế mà nói tháng 7 đó là tháng thân, và tháng thân này thì đã chuyển tiết khí từ tháng 6 rồi. Do vậy rằng là tất cả những công việc liên quan đến đất cát nhà cửa, những việc liên quan đến đất đai nhà cửa thì chúng ta đều xét trên tiết khí, thì chúng ta đều xét vào cái tháng thân rồi đó. Còn đâu rằng là anh hoàn toàn đã sử dụng thêm một cái lịch ứng dụng gọi là lịch dụng sự, anh có thể lên trên nếu anh dùng điện thoại Android anh có thể lên trên CF Play, anh gõ là lịch dụng sự, anh tải ứng dụng này về, hoặc nếu như anh dùng iOS thì anh có thể là lên hẳn website, anh gõ lịch dụng sự.com, anh tải ứng dụng này về nhé, để có thể tra được những cái lịch theo cái tiết khí nó chuyển lúc nào thì những cái việc mình thực hiện sẽ chủ động hơn. Ngoài ra còn cụ thể xem là anh thực hiện vào việc gì thì lúc đấy mới có thể xem được cái ngày đại sự được. Còn nó tháng 7 cô hồn nó không có điều gì phải lo ngại cả. Nào tiếp tục nào. Chị Ngọc Hiền có câu hỏi là em sinh năm 1996, tháng 7 vận hạn của em thế nào ạ? Em có cần tránh việc gì không? Sinh 1996 đúng không? Sinh năm 1996 là Bính Tý đúng nhỉ? Hỏi tháng mấy? Tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, tháng 7 là tháng thân. Thực tế mà nói đi tháng thân, tháng 7 là tháng thân, mà năm nay là cái năm gọi là năm Canh Tý đúng không? Mà tuổi bạn là tuổi Bính Tý.
Do vậy rằng là xét về cái tuổi của bạn với lại tháng 7 là cái tháng thân, thực tế mà nói thân tí thìn là nằm trong bộ tam hợp. Do đó rằng là chúng ta lại không phải lo là tháng 7 là tháng cồn đối với tuổi của bạn là xấu, mà trong đó tháng 7 là tháng thân nó lại tam hợp với tuổi của bạn. Bởi vậy cho nên rằng là tuổi bính tý bạn vào cái tháng này cơ bản là vận khí tốt chứ không phải là xấu đâu. Vận khí tốt chứ không phải là xấu. Còn đâu người ta lo ngại tháng 7 là tháng cô hồn thôi, chứ trong phong thủy hay trong các cái sách chính phái liên quan đến phong thủy thì không có tháng nào nó nhắc đến tháng 7 là tháng cô hồn cả. Thậm chí mấy cái ngày người ta cứ lo là tam lương nguyệt kỵ, mấy cái Trung Quốc truyền vào ấy, trong các cái sách chính phái đều không nhắc đến những cái ngày này. Do vậy chúng ta không cần phải lo gì cả. Tháng 7 nó chỉ là những cái tích liên quan đến tháng sát tổ vong nhân, là cái tháng mà chúng ta có cái sự nhớ đến với lại những cái vong linh đã khuất, để mà trong đạo Phật người ta lấy đấy làm cái căn cơ để mà người ta tích đức, người ta tu dưỡng cái tâm tính của chúng ta tốt, đúng không ạ? Người ta biết rằng là phía trên cao kia còn có thần linh thánh thần, để mà chúng ta sống ở đời, sống ở dương cơ chúng ta có sự khiêm nhường, chứ không phải làm mọi thứ trên sự bất chấp. Đồng thời tháng này là tháng gọi là tháng vu lan báo hiếu, là chúng ta nhớ đến công ơn dưỡng dục của cha mẹ để chúng ta báo hiếu cha mẹ. Do vậy rằng tháng này chúng ta có thể làm những cái lễ là lễ cúng cô hồn, cúng xá tội vong nhân, phóng sinh để mà tích thêm đức cho con cháu, tích phúc đức cho chúng ta bây giờ, đúng không ạ? Thì đấy là hoàn toàn tốt trong cái quan điểm của đạo Phật, chứ không phải có cái điều gì xấu cả. Cái điều gì xấu cả. Còn đâu là xét theo vận khí thì tuổi 1996 bình ký của bạn trong cái tháng 7 tháng thân này thì thân đi tìm tam hợp thì là cái tốt chứ không phải là xấu luôn. Bạn có thể để lại số điện thoại để được đội ngũ trợ lý tư vấn kết nối, cũng như là gửi cho bạn cái phần tài liệu của vận hạn tháng 7 đối với tuổi Tý hay là các tuổi khác, thì các cô chú anh chị có thể là để lại số điện thoại để đội ngũ trợ lý tư vấn kỹ hơn. Ngoài ra chia sẻ thêm này, ngoài ra bạn cũng như những bất cứ ai có sự quan tâm liên quan đến vận hạn bản thân thì có thể là sở hữu thêm cái cuốn kích tài lộc 2020 này. Đây là cuốn kích tài lộc được thầy Tam Nguyên biên soạn để mà gì ạ, để được trong đây trình bày đến cái vận khí bản thân của tất cả các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Sửu, Tuất, Hợi, đúng không ạ? Trong tuổi Tý thì nó lại có gì ạ, giáp Bính, Mậu, Canh, Nhâm, Tý, đúng năm cái tuổi Tý thì cũng được trình bày về vận khí bản thân ở trong cuốn này luôn. Hay là các tuổi khác, chúng ta có lục thập bát giác, tức là có 60 tuổi được trình bày rất kỹ trong cái cuốn tài liệu này. Đây là cuốn tài liệu kích tài lộc 2020 được trình bày liên quan đến các hung vận hạn các tuổi trong năm 2020 canh tí, được trình bày rất rõ trong cuốn tài liệu này. Và nếu như các cô chú chị muốn nhận tài liệu miễn này hoàn toàn miễn phí, đây là cuốn tài liệu được in bìa gáy cứng vuông rất là đẹp với giá là 499.000, và trong buổi livestream này Đức Trung dành tặng miễn phí đến các cô chú chị, dành tặng miễn phí luôn nhá. Dành tặng miễn phí cuốn tài liệu 499 ngày. Các cô chú chị chỉ cần làm gì ạ? Chỉ cần mua cuốn sách hướng dẫn nghi lễ tại gia này với giá 260.000 sẽ được tặng kèm miễn phí cuốn kích tài lộc 2020. Chúng ta mua cuốn tài liệu là cuốn hướng dẫn nghi lễ tại gia với giá 260.000 này sẽ được tặng kèm cuốn kích tài lộc 2020 này hoàn toàn miễn phí luôn. Tuyệt vời ạ. 260.000 và được tặng kèm cuốn tài liệu 499.000, quá là tuyệt vời. Trong đây được trình bày rất nhiều những kiến thức liên quan đến các vận hạn các tuổi. Còn đâu rằng là sách nghi hướng dẫn nghi lễ tại gia thì đặc biệt là những ai mà cần quan tâm đến văn lễ cho rằm tháng 7 như thế nào, văn lễ phóng sinh như thế nào, văn lễ cúng rằm tháng 7 gia tiên cúng thần linh như thế nào cũng được trình bày cực kỳ rõ trong cuốn hướng dẫn nghi lễ tại gia này. Đây là cuốn được cục in ấn phát hành của Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép lưu hành trên toàn quốc và trên thế giới. Do vậy rằng là các cô chú chị hoàn toàn nên thỉnh về để mà sử dụng trong các bài vấn khấn chúng ta hàng ngày, đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo. Chị Hảo Tony ạ, có câu hỏi. Anh Hảo Tony có câu hỏi là: chào thầy, nhà mình hướng Tây Bắc 330 độ, định nhập trạch trong tháng 7, nhưng các anh em trong nhà bảo là tháng cô hồn nên tránh. Theo thầy thì có kiêng cữ gì không ạ? Xin chào anh Hảo Tony. Thực ra đây là một trong những câu hỏi mà Đức Trung cũng như thầy Tam Nguyên gặp khá nhiều trong những cái phần liên quan đến vận hạn tháng 7 cô hồn, đúng không? Ở đây anh trao đổi là hướng nhà anh Tây Bắc 330 độ, anh nhập trạch trong tháng 7 cô hồn, trong tháng 7 này, đúng không? Nhưng mà các anh em bảo là tháng cô hồn nên kiêng nên tránh, đây có vấn đề gì không? Cái việc mà nhập trạch hay là bất cứ những việc gì liên quan đến trạch cát, tức là liên quan đến ngôi nhà, thì chúng ta không phải là căn cứ trên cái việc tháng 7 cô hồn, mà cái yếu tố là nhập trạch ngôi nhà thì chúng ta phải tính toán cái yếu tố vận khí của cái hướng nhà đấy nó có được tốt hay không. Vận khí của ngôi nhà đấy chúng ta đánh giá trên gì? Chúng ta đánh giá trên tọa và hướng của ngôi nhà. Thì ở đây là hướng nhà của anh là hướng Tây Bắc 330 độ. Thì thế mà nói trong cái năm 2020 này thì Tây Bắc nó đón được cái cát khí của sao Bát Bạch Thái Tinh đáo đến, đúng không ạ? Do đó hoàn toàn tốt chứ không phải là xấu luôn. Hoàn toàn tốt chứ không phải là xấu. Đấy. Bởi thế cho nên rằng là nếu như cái tiến độ của nhà anh mà đã hoàn thiện xong rồi và tháng 7 này anh muốn nhập trạch thì không nhập trạch bây giờ ở đâu, đúng không ạ? Không nhập trạch thì bây giờ chúng ta ở đâu? Nếu như theo cái tiến độ mà hợp lý chúng ta vẫn có thể triển khai được trong tháng này như bình thường. Tuy nhiên một điều đó là thầy Tam Nguyên vẫn khuyên là chúng ta có thể để sau cái rằm tháng 7, không phải lý do là tránh cái tháng cô hồn, mà bởi vì năm nay chúng ta bị nhuận, đúng không ạ? Năm nay chúng ta nhuận của tháng 4, do vậy là tiết khí nó có cái sự chuyển
Đấy, khác đi. Bởi vì trên sau cái rằm tháng 7 chúng ta sang tiết chính thu thì thời tiết nó cũng mát mẻ, và được rồi, chúng ta để chuyển hẳn tiết khí đi, chúng ta nhập trạch thì cũng khí nó rất là vượng. Thì khuyên anh là nếu như không vội thì anh có thể để sau cái rằm tháng 7, tiết khí nó chuyển rồi chúng ta tiến hành là nhập trạch thì cũng rất ok. Còn nếu như tiến độ mà chúng ta vẫn phải làm thì tháng 7 chúng ta vẫn nhập trạch như bình thường. Quan trọng là các cái bước hay là các cái văn phấn nghi lễ thực hiện như thế nào thì anh cần phải chú ý làm cho đúng, chứ nó không phải lo là tháng 7. Nếu mà nhập trạch trong tháng 7 tiện quá luôn, chúng ta làm cái lễ gọi là lễ phóng sinh quá là tốt luôn, chúng ta làm lễ gọi là lễ chúng ta gọi là xá tội vong nhân, đúng không ạ, thì quá đều tuyệt vời luôn. Chúng ta kết hợp thì không có gì đều phải làm lại cả, thì chúng ta anh có thể sử dụng hoàn toàn cái văn khấn lễ cúng nhập trạch cũng như cúng rằm tháng 7 trong cái cuốn hướng dẫn nghi lễ đại gia này nhé. Mua cuốn sách nghi lễ đại gia được tặng kèm cuốn sách kích tài lộc 2020 nha. Ok anh Hảo, tôi đi nha, không phải lo gì cả nhé. Còn đâu 5 tháng ngày giờ chi tiết như nào thì em phải cung cấp thêm, bao gồm là độ số nhà này, đồng thời năm sinh các thành viên thì đội ngũ trợ lý mới có thể tư vấn thêm cho anh được cái 5 tháng ngày giờ nhập trạch. Cảm ơn anh. Bạn Quỳnh Hương có câu hỏi là em sinh năm 1997 muốn mua nhà thì hợp hướng nào ạ? Bạn Quỳnh Hương sinh năm 1997 đinh sửu muốn mua nhà hợp hướng nào, đúng không? Giỏi quá nhỉ. Không biết là bạn muốn mua nhà, không biết là đây là bạn muốn mua nhà với lại ông xã của mình hay là bạn mua nhà một mình. Thì nếu như tuổi bạn 1997 đinh sửu thì bạn có thể lựa chọn cái hướng nhà, đó là hướng đinh sửu, bạn có thể lựa chọn hướng đông hoặc hướng tây bắc thì rất là ok. Bạn sẽ hợp với lại theo định long tam thái của mình, bạn có thể lựa chọn hướng đông hoặc hướng tây bắc. Tuy nhiên rằng là nếu như lựa chọn, nếu như bạn mua trong năm 2020 này thì bạn nên mua cái nhà hướng tây bắc thì nó sẽ vượng vận khí hơn. Bởi vì trong hạn nguyên vận 8 mà đặc biệt trong lưu niên năm 2020 kinh tý thì tây bắc nó đón cái vận các khí của sao bát bạch đại tinh đào đánh hướng, trong đó hướng đông cũng là hướng hợp với bạn nhưng mà đón vận khí xấu của ngũ hỏa đại sát đào đến. Do đó nếu mua trong năm 2020 này thì bạn nên mua hướng tây bắc nó sẽ rất là ok. Còn ở đây không biết là chồng bạn sinh năm bao nhiêu, do đó không biết tư vấn được việc là nên chọn hướng nào để hợp hai vợ chồng. Còn nếu tuổi 1997 đinh sửu của bạn thì bạn nên lựa chọn hướng đông hướng tây bắc, nhưng mua trong năm 2020 này thì mua hướng tây bắc sẽ vượng hơn. Câu hỏi tiếp theo. Chị Cảm Nắng có câu hỏi là em sinh năm 1994, em định mở cửa hàng giày dép vào tháng 7 này, liệu có phải kiêng kỵ gì không thầy? Cửa hàng em đang ở hướng đông 80 độ ạ. Bạn Cảm Nắng có câu hỏi đó là bạn sinh năm 1994 Giáp Tuất đúng không ạ? Bạn muốn mở cửa hàng giày dép vào tháng 7 này, liệu có phải kiêng kỵ gì không? Hướng bạn hướng đông 80 độ. Như câu hỏi của anh Hà Tony đúng không ạ? Là cái tháng 7 này anh muốn nhập trạch thì có được hay không, đúng không? Các anh chị em cứ lo là tháng 7 có hồn như Đức Trung nói rồi. Tất cả những công việc liên quan đến đất đai, nhà cửa, liên quan đến cửa hàng và ngôi nhà thì nó đều căn cứ trên yếu tố đó là tọa và hướng của ngôi nhà đấy, đúng không? Thì chúng ta đánh giá thêm vận khí có được tốt hay không. Thì ở đây bạn có cung cấp là hướng đông của bạn là 80 độ. Thì thực tế mà nói, nếu như hướng đông thì năm nay vận khí chúng ta phải chú ý rất là nhiều. Bởi hướng đông năm nay có ngũ hỏa đại sát tình đáo đến hướng đông, tức là tọa tây hướng đông năm nay cũng ngũ hỏa đại sát đáo đến hướng. Bởi vậy cho nên rằng là vận khí hướng đông này nó cơ bản nó không được tốt cho lắm. Do đó rằng là nếu như bạn muốn nhập trạch, bạn muốn mở cửa hàng khai trương vào cái năm 2020 này hướng đông, thì thực tế hướng đông năm nay vận khí nó sẽ không tốt, sẽ kéo dài đến hết năm 2020 ấy, trao đổi bạn trước tinh thần như vậy. Còn lại bạn muốn khai trương trong tháng 7 cơ hồ này thì như Đức Trung vừa nãy có trao đổi trường hợp của bạn Nguyễn Vũ, bạn Dương đúng không ạ? Bạn Dương cũng muốn là khai trương một cửa hàng về thiết bị điện tử trong tháng 7 này thì có được không? Thực tế mà nói tháng 7 là cái tháng cơ hồ nó quá ăn sâu vào cái tâm trí của người dân Việt rồi, và các đất nước Đông Nam Á, do đó tháng 7 này người ta cũng quan niệm là tháng xấu, do đó người ta rất ngại trong việc chi hầu bao để mà mua bất cứ thứ gì. Do đó nếu như việc bạn khai trương trong tháng 7 này xét theo yếu tố phong thủy thì không có điều gì đáng lo ngại, chúng ta lựa chọn 5 tháng ngày giờ vượng là ok. Nhưng xét theo yếu tố về thị trường, tâm lý khách hàng, hành vi khách hàng thì tháng 7 cô là cái tháng không thực sự lợi để chúng ta khai trương. Bởi vì khách hàng có khai trương, khách hàng người ta ngại đến. Do đó hiện tại lại đang dịch Covid nữa thì chắc chắn khai trương xong không có khách đâu. Khai trương xong rất ít khách, không có khách. Người ta ngại đến nơi đông đảo để mà người ta tụ tập, đúng không ạ? Ngoài ra tháng 7 cô hồn người ta ngại chi tiền, ngại xuất tiền. Do đó tháng 7 cô hồn khai trương xét theo yếu tố phong thủy không điều gì lo ngại, nhưng xét theo yếu tố kinh doanh thì là một tháng bất lợi. Do đó bạn có thể lui lại sau cái rằm tháng 7 chúng ta khai trương thì ok hơn. Qua rằm thì chúng ta khai trương. Bạn Thảo Lê có câu hỏi là thầy cho em hỏi chút, em muốn mua nhà chung cư nhưng cuối tháng này mới nhận nhà, mà khi đó thì đã qua tháng 7 âm lịch rồi thì có sao không ạ? Em muốn làm lễ nhập trạch trước trong tháng 6 này rồi khi về nhận nhà chỉ ở thôi có được không? Em cảm ơn. Ok, cảm ơn bạn, bạn Thảo Lê đúng không nhỉ? Bạn ơi, trao đổi với bạn về cái quan niệm liên quan đến điều về cái việc liên quan đến cái ngày nhập trạch.
Rất nhiều người lại có suy nghĩ rằng là nhập trạch chúng ta lựa chọn một cái ngày trước để chúng ta lấy ngày. Chúng ta lựa chọn một cái ngày trước để chúng ta lấy ngày, nhưng thực tế mà nói thì trong phong thủy chính phái thì không có cái khái niệm nào là ngày nhập trạch lấy ngày đâu. Bởi vì là cái ngày nhập trạch là cái ngày mà chúng ta tiến hành chúng ta vào ở. Do đó là tất cả các cái đồ đạc, trang thiết bị được chúng ta set up, chúng ta bố trí trong cái nhà đất trước rồi, để cái ngày nhập trạch chúng ta tiến hành chúng ta vào ở luôn. Và cái ngày nhập trạch là ngày vào ở như vậy. Và việc quan trọng nhất của ngày nhập trạch đấy là chúng ta cần phải an vị được lô nhang, an vị được bát nhang của thần linh gia tiên nhà mình đối với bàn thờ nhà mình, đúng không ạ? Và sau cái ngày nhập trạch đấy, bát nhang đã được an vị rồi, chúng ta cần phải liên quan đến việc lên hương để ấm hương hỏa, đúng không ạ? Trước ngày chúng ta nhập trạch xong chúng ta té đi nữa, đúng không ạ? Vậy thì hương hỏa đấy ai lên? Đấy, các cụ thần linh về ngự trên đấy rồi thì ai ở đấy, đúng không ạ? Do đó là không phải lo cái việc nhập trạch lấy ngày. Do đó là những cái ngày này các bạn cứ bình tĩnh rồi cứ tiến hành là làm nội thất, dọn dẹp nhà cửa, mọi thứ thật là tốt đi, để mà cái việc mà sau cái ngày rằm tháng 7, tức là bởi rằm tháng 7 chúng ta làm khá nhiều lễ rồi. Rằm tháng 7 chúng ta còn làm lễ Vu Lan Báo Hiếu, chúng ta làm lễ tháng cô hồn. Do đó là lại thêm cái lễ nhập trạch nữa thì nó hơi nhiều việc, rất là vất vả. Do đó là chúng ta có thể là qua cái rằm chúng ta thực hiện nó sẽ tốt hơn. Qua rằm chúng ta làm thì nó sẽ yên tâm hơn, chúng ta sẽ thư thả hơn. Chứ không phải rằm tháng 7 là cái tháng xấu, chứ không phải tháng 7 là tháng cô hồn gì cả. Đấy, thì qua dòng đấy bạn báo lại cho phong thủy viên, bạn để lại số điện thoại để được đội ngũ trợ lý xin thêm thông tin cũng như là tư vấn cho bạn cái năm tháng này giờ cắt lợi để bạn thực hiện nhập trạch nhé. Chú Đào Văn Nam có câu hỏi là chú sinh năm 1966, vợ 1979, con gái lớn 2002, con trai là 2005, nhà xây vào năm 2009, tọa đông hướng tây 270 độ. Nhờ tư vấn giúp xem gia đình ở nhà này có hợp không, có đắc long, đắc vận, đắc thủy không, cách hóa giải nếu không đắc. Câu hỏi công phu quá nhỉ. Đâu nhỉ, ở bên nào? Vận tâm bên phong thủy anh ạ. Cô chú chỉ chờ chút nha. Nên tìm câu hỏi đọc cho cụ thể. Rất nhiều câu hỏi và bị trôi rồi anh ạ. Anh gặp lại nha. Anh này, Đào Văn Nam sinh năm 1966, vợ là 1979, con gái lớn là 202, con trai út là 2005, nhà xây vào năm 2009, tọa đông hướng tây 270 độ. Anh Đào Văn Nam câu hỏi là anh sinh năm 1966 là năm Bính Ngọ này, vợ 1979 là năm Kỷ Mùi này, con gái 2002 Nhâm Ngọ, con trai 2005 Ất Dậu. Nhà anh xây năm 2009 Kỷ Sửu, đúng không ạ? Đấy, tọa là nhà hướng đông nam. Tọa đông hướng tây 270 độ. Anh nhờ em tư vấn giúp anh. Anh ở nhà này có hợp không? Có đắc long, đắc vận, đắc thủy không? Cái khán giả như thế nào? Ok, trao đổi với anh Đào Văn Nam như sau. Đối với tuổi của anh là 1966 Bính Ngọ, đối với thông tin tuổi các thành viên gia đình anh mà anh đang ở nhà hướng tây này thì xếp theo định long tam hợp phái của bên em, thì thực tế mà nói thì không có thành viên nào hợp long với nhà hướng tây này cả. Nếu như có cơ hội anh lựa chọn một trạch đất mới thì anh có thể lựa chọn trạch đất hướng đông nam và hướng tây nam thì nó sẽ hợp long hơn. Tuy nhiên là hướng tây này thì chưa khẳng định là xấu với bất cứ thành viên nào, bởi phong thủy chính tông thì không có hướng nào là hướng xấu cả, không hướng nào là hướng họa hại tuyệt mệnh ngũ quỷ hay là lục sát cả, do đó không có hướng nào hướng thế cả. Tất cả những kiến thức anh đọc như thế nó thuộc bát trạch minh cảnh và tuyên bố luôn với các bạn rằng là không nên nghiên cứu những kiến thức của bát trạch minh cảnh, đây là kiến thức của man hư, đúng không ạ? Chúng ta không ứng dụng được thực tế mà chúng ta chỉ làm thêm lo lắng mà thôi. Phong thủy vốn dĩ rất khoa học, tuy nhiên cái bộ môn bát trạch minh cảnh, đặc biệt là cái cuốn sách bát trạch minh cảnh của ông Thái Kim Oanh là viết rất là lộn xộn, rất là linh tinh, rất là liên thiên, không có bất cứ là
chuyên gia phong thủy cao cấp nào sử dụng cái cuốn sách đến để nghiên cứu cả. Đọc để chơi thì còn được, đọc để tránh thì còn được, chứ đọc để mà ứng dụng là sai hết hỏng hết. Do đó chúng ta không phải lo là đối hướng xấu nha. Đối với tuổi của anh thì các thành viên gia đình anh thì anh có thể lựa chọn trạch đất hướng đông nam hoặc tây nam để sinh vượng hơn. Còn đâu rằng là ở đây anh hỏi đắc long đắc vận đắc thủy, ba cái khái niệm đắc long đắc vận đắc thủy này thì nó thành cả một câu chuyện để nói chuyện với anh. Thứ nhất, đắc long thì gia đình anh không đắc long đối với trạch đất này. Cái thứ hai, đắc vận thì đối với cái nhà hướng tây năm 2020 này thì đón cái vận khí của cái sao cửu tử đáo đến, là cái sao chủ về đào hoa, nghỉ khánh, vui vẻ, đúng không ạ, tài tinh. Do đó rằng là đối với ở nhà hướng tây năm 2020 về cơ bản rất là tốt, và năm 2021 lại là sao bát bạch tài tinh sẽ nhảy đến hướng này nữa thì về cơ bản cũng rất là vượng đối với nhà hướng tây. Còn bảo đắc thủy hay không, đắc thủy không thì phải khảo sát. Không biết anh có hiểu khái niệm đắc thủy như thế nào không? Đắc thủy tức là người ta nói đến cái cách cục về thủy pháp của cái trạch đất đấy, của cái long mạch đấy, của cái ngôi nhà đấy nó có được đắc hay không. Mà cái việc này thì không có lý thuyết nào nói với đắc thủy cả, mà phải khảo sát thì mới có thể ra được yếu tố cụ thể xem nó có đắc thủy hay không. Đắc thủy ở đây thì nó đắc cách cục, đúng không ạ? Thì phải đi khảo sát nó mới tốt được. Còn đời các bạn là xét trên hai yếu tố có đắc vận đắc long hay không, thì đắc thì đắc vận nhưng không đắc long, còn đắc thủy không được khảo sát. Cách hóa giải như thế nào thì không có yếu tố gì chưa thể hiện bất cứ sai phạm gì mà yếu tố hóa giải cả. Anh hoàn toàn có thể sử dụng thêm một cái sâu gọi là sâu tam cát hoa mai hoặc sâu ngũ phúc hoa mai để treo thêm trước cửa nhà đối với nhà hướng tây để kích hoạt thêm yếu tố may mắn của sao cửu tử như là sao bát bạch năm 2020 và 2021 đáo đến. Còn lại thì anh có thể để lại thêm số điện thoại để các đội ngũ trợ lý các bạn sẽ hướng dẫn anh thêm, để cái việc anh gửi thêm những thông tin như bản vẽ hoặc là tọa độ GPS thì có thể tư vấn cho anh việc là nó có đắc thủy hay không. Đó, câu hỏi tiếp theo, cảm ơn anh. Chị Nguyễn Thảo Uyên có hỏi là nhà em không buôn bán nên không thờ bàn thờ thần tài, thì kích tài lộc trên bàn thờ gia tiên có được không ạ? Bạn Nguyễn Thảo Uyên có hỏi là nhà bạn không buôn bán cho nên không thờ bàn thờ thần tài, thì bạn kích tài lộc trên bàn thờ gia tiên được hay không? Thực tế mà nói thì mỗi một cái vị trí bàn thờ thì nó mang một yếu tố về công khác nhau. Đối với việc người ta thờ tự thì người ta sử dụng bàn thờ thần tài. Thực ra bàn thờ thần tài các cô chú chị vẫn nghĩ là bàn thờ thần tài đặt ở dưới đất, nhưng thực tế nó có ba cái vị trí mà chúng ta có thể thờ thần tài. Người ta nói là ba vị trí, tức là hạ thần tài này, trung thần tài và thượng thần tài. Tức là nếu như hạ thần tài thì chúng ta sẽ đặt bàn thờ thần tài ở dưới đất, đúng không ạ? Ở dưới cái mặt đất, mặt nền nhà có một cái bàn thờ án, bàn thờ đấy chúng ta thờ thì đấy là hạ thần tài. Trung thần tài thì chúng ta không cần bàn thần tài nhưng chúng ta vẫn phải thờ được trung thần tài bằng cách là chúng ta thờ gì ạ? Thờ tượng Di Lặc. Chúng ta là tượng thờ tượng Di Lặc bằng cách chúng ta sẽ có một cái đôn gỗ hoặc là đôn khá đẹp đi, chúng ta sẽ đặt một tượng của Phật Di Lặc đấy. Chất liệu đá Di Lặc này có thể bằng đá tự nhiên mang năng lượng rất là cao hoặc bằng từ gốm có cái lỗ gì đấy để nạp cốt vào, hoặc là làm từ đồng cũng cần phải có yếu tố lỗ để mà nạp cốt là được, thì chúng ta có thể thờ trung thần tài. Hoặc nếu thượng thần tài thì chúng ta sẽ làm một cái bàn thờ gắn ở trên tường hẳn hoi, bạn đặt một cái bàn thờ, làm một cái án bàn thờ tài trên đấy, vẫn thờ hai ông thần tài thủ địa như bình thường. Nhưng thực tế cái lối thờ là thượng thần tài, tức là gắn cái bàn thờ thần tài lên trên thì ít người ta thờ. Người ta thờ là hạ thần tài và trung thần tài là chủ yếu thôi. Do đó nếu như ngôi nhà bạn không kinh doanh mà bạn vẫn muốn mang yếu tố tài lộc thì nó có rất nhiều cách, chứ không ai người ta kích tài lộc trên bàn thờ gia tiên cả. Bởi bàn thờ gia tiên nó tượng cho phúc phần âm hỏa, thì người ta kích phúc cho bàn thờ gia tiên thì đúng hơn. Thì bằng cách người ta có thể sử dụng những cái vật pháp khí như gạo bàn thần tài, người ta có thể là sử dụng hương sạch, người ta có thể sử dụng trầm hương để người ta tăng thêm phúc khí cho bàn thờ gia tiên, chứ không ai người ta kích tài cho bàn thờ gia tiên cả. Còn để mà kích tài thì người ta kích qua nhiều cách. Thứ nhất là kích qua bàn thờ thần tài, hoặc là sử dụng trung thần tài, hoặc người ta để kích qua cái việc hướng nhà vận khí đấy như thế nào để kích cái tài hay không, hoặc là kích hoạt thông qua các cái vị trí tài lộc trong ngôi nhà thì người ta kích hoạt, chứ không ai người ta kích qua bàn thờ gia tiên cả nhé. Bàn thờ gia tiên người ta sử dụng để kích âm phần phúc khí hương hỏa, đúng không ạ? Rồi câu hỏi tiếp theo. Bạn Chi Linh có câu hỏi là em tuổi 1988 nhà hướng nam năm nay có xây nhà được không ạ? Bạn sinh năm 1988. Rồi bạn Chi Linh câu hỏi là bạn sinh năm 1988 đúng không ạ? Nhà hướng nam năm nay có làm nhà, có xây nhà được không? Thứ nhất là đánh giá trên để mà làm được ngôi nhà hay không, để mà làm được một ngôi nhà hay không, người ta không có phải lo lắng trên cái việc là tuổi tôi có làm được nhà hay không, mà chúng ta lại cần phải tính toán yếu tố tiên quyết quan trọng, đó là cái hướng nhà đấy năm nay có được vận khí tốt hay không để làm nhà. Thì với cơ bản là xét theo và người ta căn cứ vào ba cái tiêu chí là đắc long, đắc thủy và đắc vận để người ta quyết định có nên làm nhà trên trạch đất đấy hay không. Thứ nhất, xét theo đình long tam hợp phái thì tuổi của bạn 1988
hoàn toàn hợp long đối với cái nhà hướng nam này, do đó chúng ta có thể đánh giá cái đầu tiên đó là đắc long, tức là bạn hợp hướng hợp long với cái nhà hướng nam này rất là tốt. Cái thứ hai là vận khí hướng nam năm 2020 rất là vượng để bạn có thể triển khai xây dựng, do đó là nếu như hướng nam này nó rơi vào ba số nướng là bính ngọ đinh thì bạn hoàn toàn có thể triển khai xây dựng đối với nhà hướng nam năm 2020 này hoàn toàn được. Nhưng một yếu tố tiên quyết và quyết định cuối cùng đó là nó có đắc cục hay không, tức là đắc thủy hay không, thì phải khảo sát, thì cái này cần phải khảo sát mới đánh giá được. Tức là cái yếu tố cách cục của cái trạch đất đấy, của cái ngôi nhà đấy, nó có được vận, nó có được vượng hay không, tức là phong thủy có được tốt hay không, về cách cục, về địa thế, về hình thế xung quanh có được tốt hay không, để chúng ta có thể quyết định có nên ở ngôi nhà đấy không mà làm. Thì việc này cần phải khảo sát từ góc độ chuyên gia để đánh giá được rằng là vận khí, cũng như là đánh giá được là cách cục thực tế của cái trạch đất đấy nó có được tốt hay không để mà làm nhà, chứ lại không phải một cái lý thuyết suông nào cả. Tức là phải đến khảo sát xem yếu tố về đường đi lối lại ngã ba ngã bảy, về yếu tố đường dân sự xung quanh, cây cối xung quanh, rồi các công trình xung quanh nó như thế nào, nó tác động đến ngôi nhà bạn như nào. Nếu như nó được vượng thì chúng ta có thể xây dựng, nếu như nó gặp phải những sát khí thì chúng ta không nên ở. Chứ nếu mà hợp hướng mà lại xấu phong thủy thì rõ ràng chúng ta đang hợp với cái xấu, đúng không? Chúng ta đang hợp với một cái rất xấu thì đấy là cực kỳ tệ rồi. Thà rằng chúng ta ở một cái nhà nó không hợp hướng nhưng nó đắc được phong thủy thì còn tốt hơn nhé. Do đó là nó được hai yếu tố, đó là đắc long và đắc vận và đắc thủy, phải đi khảo sát. Và nếu như hợp cả ba này thì ok, xây dựng được. Năm 2020 xây dựng rất tốt, rất vượng luôn. Chúc mừng bạn. Nhưng phải đi khảo sát, bạn để lại số điện thoại để được trợ lý tư vấn thêm. Anh Lê Hiếu có câu hỏi là: chào phong thủy Tam Nguyên, mình có cửa hàng kinh doanh tháng 7 âm lịch này, có vật phẩm nào giúp công việc kinh doanh tốt hơn không? Xin cảm ơn. Ok, chào bạn Lê Hiếu. Bạn câu hỏi là bạn có gần kinh doanh tháng 7 này, bạn muốn vật phẩm nào giúp công việc kinh doanh tốt hơn không? Như nói chung có trao đổi với một gia chủ đầu tiên ấy, cái việc mà chúng ta tính toán yếu tố về cát mà hung, tức là tốt và xấu đối với bản thân tôi hay cửa hàng kinh doanh của tôi, thì chúng ta vẫn cần phải căn cứ vào những cái thông tin đầu vào rất là quan trọng, đúng không ạ? Chứ đâu là tháng 7 cô hồn nó chỉ là một yếu tố cực kỳ nhỏ thôi. Đừng có lo đến nhiều yếu tố tháng 7 cô hồn, bởi thực tế trong phong thủy người ta không có xét đến tháng 7 cô hồn là cái tháng nào cả. Trong bất cứ các cái sách liên quan đến phong thủy chính phái không có nhắc đến cái tháng quái nào là cái tháng cô hồn cả. Mà đây là quan niệm do đạo Phật, đúng không ạ? Người ta nhắc đến tháng 7 cô hồn là cái tháng gọi là sáng tạo công nhân, là những người trên dương cơ trần thế có cái yếu tố là nhớ đến âm phần, nhớ đến những người dưới âm phủ, đúng không ạ? Và có một cái tháng 7 là cái tháng gọi là sáng tạo công nhân, để mà mở cửa kho khố, để mà trao thức ăn, cho đi thức ăn, đúng không ạ? Cho đi lương thực thực phẩm đối với những người ở dưới âm thế, những người mà lảng vảng mà chưa có cái việc mà siêu thoát độ trì. Do vậy là cái tháng này là cái tháng mà người ta mở cửa kho khố để mà cho các vong linh cô hồn mà chưa được siêu thoát có cái bữa ăn, đúng không ạ? Do vậy là chúng ta có lễ phóng sinh, có cái lễ gọi là cúng trao thi cô hồn, có cái lễ là đại bố chúng sinh như vậy á. Thì đây là một trong những cái tập tục, một cái văn hóa rất là tốt, chứ không phải là một cái tháng xấu chúng ta lo ngại. Chẳng qua rằng là vong thì có vong tốt vong xấu, do đó là nếu như vong xấu thì quấy quả thôi, cứ đòi xin ăn thì công việc kinh doanh chúng ta không được thuận lợi. Do đó là cái đấy thì chỉ những cái quan niệm thôi. Còn đối với việc mà đánh giá được cát báo hung của cái cửa hàng kinh doanh của bạn hay là của bản thân bạn thì phải căn cứ vào cái gì? Thứ nhất là năm tháng ngày giờ sinh của bạn là sinh vào năm nào, ngày nào tháng nào, để có thể là căn cứ trên lá số bát tự sinh thần của bạn để xem là vận khí của bạn vào cái tháng đấy có được tốt hay không. Cái thứ hai, ít nhất là căn cứ vào tuổi của bạn để xem ra là đối tuổi của bạn năm nay có phạm tam tai không, có phạm kim lâu, phạm hoang ngốc hay không, hay là tuổi bạn của năm nay có phạm phải là yếu tố gì về thái tuế không, thì mới có thể là quyết định là vận khí bạn như thế nào và có phương án kích hoạt thêm để tốt thêm hoặc là hóa giải đi để cho đỡ xấu. Ngoài ra thì hướng cửa hàng của bạn hướng gì, hướng của bạn hướng gì để tính toán cho cái việc vận khí của hướng đến năm nay như thế nào. Nếu như hướng của bạn năm nay là rơi vào hướng tây bắc hoặc hướng tây thì quá tốt rồi, hoặc hướng đông nam thì quá tốt rồi, chúng bạn toàn đón sao tốt đấy thôi, toàn là nhất bạch, toàn là bát bạch, toàn là lục bạch đấy thôi. Nhưng nếu hướng nhà bạn lại là hướng gì, hướng nam hoặc là hướng bắc hoặc là hướng đông, thì là những hướng mà năm nay đón vận khí khá xấu đến. Bởi ví dụ như hướng đông năm nay cũng bạn đã sát báo đến chẳng hạn, đúng không? Thì nó có yếu tố về sát khí, nó không có ủng hộ cho việc kinh doanh. Hay hướng bắc là hướng mà năm nay tam bích thị phi đao đến, do đó là thị phi nhiều, cãi cọ nhiều thì có khi không ăn thua. Hay hướng nam là cái hướng mà có nhĩ bệnh phù đao đến, là cái sao chủ yếu bệnh dịch, thì toàn là cái hướng xấu, thiên phi xấu, do đó là kinh doanh nó không có sự ăn thua. Bởi vậy cho nên bạn cần cung cấp thêm thông tin nhé, thì đội ngũ trợ lý mới có thể hỗ trợ được thêm. Bạn vui lòng để lại thêm cái năm sinh của bạn cũng như hướng cửa hàng của bạn để được tư vấn chi tiết hơn. Cảm ơn bạn. Anh Minh Nguyễn có câu hỏi là: vợ chồng mình sinh năm 90, đang định mua chung cư, hướng tòa chung cư là Nam, nhưng hướng căn hộ là Bắc, có được không? Vì tòa chung cư theo trục Đông Tây và Nam Bắc, nếu chọn thì mình nên chọn hướng nào? Trao đổi với bạn, 2 tuổi vợ chồng bạn là 90 canh ngọ, đúng không? Nếu như có một cơ hội lựa chọn một trạch đất mới,
Nếu như có cơ hội lựa chọn một trạch đất mới để mà xây dựng nhà cửa hoặc là lựa chọn một căn chung cư thì khuyên bạn nên lựa chọn hướng đông nam và hướng tây nam thì nó sẽ vượng hơn. Cái này theo kiến thức của Định Long Tam Phái của Phong Thủy Tam Nguyên bên mình, chứ không phải là mấy cái hướng này là hướng diên niên thiên y sinh khí ngũ kỷ phục vị hòa tuyệt mệnh gì đâu nhá. Mấy kiến thức đấy của bát trạch minh cảnh nó là man thư, nó là sách vớ vẩn, nó là những kiến thức không phải của phong thủy chính tông, không phải phong thủy chính phái. Những sách đấy thì vỡ lòng đọc được, tôi không cần học về phong thủy, tôi đọc sách đấy tôi có thể là đi xem bói khắp thiên hạ được, nhưng mà kiến thức đấy nó không có đúng, do đó là chúng ta không phải lo. Xét theo Định Long Tam Phái phong thủy cao cấp xét đến thì tuổi của gia đình bạn, vợ chồng bạn có thể lựa chọn hướng đông nam hoặc hướng tây nam thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn lại hiện tại bạn đang lựa chọn cái hướng là hướng chung cư hướng nam, do đó là hướng căn hộ bạn là hướng bắc, bởi vì như vậy ban công bạn cũng sẽ có thể được cùng hướng với lại hướng của chung cư rồi, đúng không ạ? Thì người ta xét theo yếu tố hướng căn hộ, hướng của căn hộ là hướng gì, không phải theo hướng ban công, không phải theo hướng tòa nhà, mà hướng là hướng căn hộ của bạn, tức là bước mặt ra khỏi cửa chính, mặt bạn nhìn thẳng ở đâu thì đấy chính là hướng căn hộ bạn, đây là hướng bắc, đúng không? Hướng bắc xét theo Định Long Tam Phái thì nó không có hợp với lại vợ chồng bạn, nhưng nó không nghĩa là xấu, số đẹp hay không nó không nằm ở hướng nhà, số đẹp hay không nó nằm ở việc bố trí bên trong căn nhà bạn như thế nào, nó nằm ở việc bố trí bên trong căn hộ của bạn như thế nào, và nó nằm ở cái việc đó là cả cái tòa nhà đấy nó có được tốt về phong thủy hay không. Ví dụ cả cái tòa nhà đấy nó lại nằm ở cái trục đường mà cả một cái đoạn đường nó phi xứ vào cả cái trục tòa nhà thì phong thủy cả cái tòa nhà đã xấu rồi, chứ không nói các căn hộ, thì chắc chắn phong thủy cả tòa nhà nó xấu thì các căn hộ bên trong nó cũng xấu. Đấy là xét theo yếu tố về đại cục là cả tòa nhà. Cái thứ hai là căn hộ của bạn thì bố trí bên trong ra làm sao. Nếu như nhà vệ sinh bếp mà nó phạm phải những cái vị trí mà đại kỵ không được phạm phải thì còn nó gọi là số phong thủy, đúng không? Thì nếu như số phong thủy thì cái đấy là cái điều chúng ta cần hóa giải, thì gọi là do hướng. Thì cái việc này chúng ta căn cứ ở đâu? Căn cứ trên cái bản vẽ công năng thực tế của cái nhà của bạn. Thì việc này bạn cần phải cung cấp đối với đội ngũ trợ lý, thứ nhất là dự án chung cư đó là dự án gì, cái thông tin thứ hai đó là tòa căn hộ của bạn là tòa nào, và cái thứ ba là căn hộ của bạn là căn hộ số mấy. Thì lúc đó thì đội ngũ trợ lý sẽ căn cứ trên bản vẽ công năng thực tế phối với lại năm tháng ngày giờ sinh của vợ chồng bạn để tư vấn xem là cách cục bên trong căn hộ đấy nó có bị phản sát gì không, và đưa ra phương án để hóa giải. Còn hướng bắc thì ok, ở bình thường không có gì lo ngại cả, nhưng nếu sau này lựa chọn một trạch đất mới để xây dựng nhà cửa hoặc là một căn chung cư mới thì lựa chọn hướng đông nam hoặc hướng tây nam thì nó sẽ vượng hơn, đông nam hoặc tây nam sẽ vượng hơn. Và lựa chọn một căn hộ mới đẹp phong thủy nữa thì được 10 điểm luôn, tức là vừa hợp hướng vừa đẹp phong thủy. Kể cả việc mà chọn đất xây nhà thì đẹp phong thủy là quan trọng hơn là hợp hướng nhé. Vậy tiếp theo nào, chị Lê Xuân muốn anh giới thiệu lại về cái dây khai dương phú quý. Chị muốn hỏi là chất liệu của nó là gì, đeo theo tuổi hay là ai cũng đeo được? Chào chị Lê Xuân. Cái vật phẩm mà Đức Trung vừa có nhắc đến đó là cái vật phẩm gọi là khai dương phú quý. Đây là cái vật phẩm mà thầy Tam Nguyên dành rất nhiều sự tâm huyết để mà chế tác dành cho cái năm 2020 và năm 2021. Năm 2020 chúng ta biết là đây là vật phẩm bất cứ tuổi nào cũng có thể đeo được. Trong 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, bất cứ tuổi nào cũng có thể đeo được. Tuy nhiên là mỗi một tuổi riêng thì sẽ có cái năm tháng ngày giờ sử dụng riêng. Nhưng tại sao lại là sử dụng vật phẩm này? Bởi vì trong năm 2020 là năm Canh Tý. Canh thì thuộc kim mà Tý thì thuộc thủy. Mà nạp âm của Canh Tý năm nay lại là Bích Tượng Thổ, do đó là nó sẽ rơi vào kết cục ngũ hành đó là gì, kim, hàn, thủy, lạnh và táo thổ. Trong cái đó thì ngũ hành hỏa, ngũ hành mộc thì không có, do đó là nó bị mất cân bằng âm dương. Mà trong trạng thái đất trời mà mất cân bằng âm dương thì cái điều vạn vật nó cũng không được suôn sẻ luôn. Bởi vậy cho nên rằng là phong thủy Tam Nguyên tìm cái phương án nào đó chế tác những vật phẩm phong thủy mà có bổ sung thêm yếu tố hỏa khí và mộc khí vào, thì đây là cái vật phẩm mà tăng cường thêm yếu tố hỏa khí mộc khí. Đối với vật phẩm chị thấy là cái viên đá, viên ngọc đây là màu xanh. Đây viên ngọc được chất liệu từ bích ngọc hoàng điền, đúng không ạ? Bích ngọc hoàng điền là một trong những loại ngọc mà mang cái năng lượng rất là tốt và mang ngũ hành mộc. Đồng thời những cái họa tiết trang trí của cái phần móc treo nó lại mang ngũ hành hỏa, do đó rằng là nó sẽ mang yếu tố cân bằng về yếu tố về hỏa khí và mộc khí trong cái tác phẩm này. Đồng thời đây lại là đây là nữ, còn đây là dành cho nam. Dành cho nam thì đây là cái vật phẩm khai dương phú quý dành cho nam, cũng làm từ cái chất liệu đó là bích ngọc hoàng điền với cái viên đá thiên xanh như thế này, đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là nó sẽ có sự thấu quang rất là tốt. Soi đèn này, các anh chị thấy không ạ? Soi đặt đèn vào nó có sự thấu quang rất là tốt này. Chúng ta thể thấy rằng là cái năng lượng nó rất là cao. Chúng ta sử dụng cái pháp khí là cái khai dương phú quý, nó mang cái bích ngọc hoàng điền như thế này. Đồng thời đây là cái họa tiết gì đây? Đây là họa tiết của Tam Sơn Thủy Ba, đúng không ạ? Tam Sơn, núi Tam Sơn, tức là cái ba ngọn núi nó chồng với nhau thì nó gọi là Tam Sơn, đúng không ạ? Và bên dưới nó có sóng Thủy Ba, thì nó thể hiện cái việc đó là cái đây là họa tiết Tam Sơn Thủy Ba. Đây là những họa tiết mà được trang trí, được thêu lên trên áo của các vua chúa ngày xưa, do nó thể hiện cái sự quyền quý và quyền lực của người đeo. Do vậy rằng là đồng thời là con những cái ngọn núi này nó mang ngũ hành hỏa,
Bởi vậy cho nên nó sẽ tăng cường thêm hỏa khí và mộc khí dành cho cơ thể. Thì kim mộc thủy hỏa thổ nó có sự loan hoàn thì nó sẽ tốt hơn và giúp cho trường khí con người tốt hơn, hóa giải những vận khí xấu. Và cái này nó có chất liệu bằng vàng và bằng bạc, thì tùy theo cái giá trị, tùy theo cái mức độ chi trả của chị có thể sử dụng là chất liệu vàng, chất liệu bạc tùy chị. Đó, đây nó có hai chất liệu là vàng và bạc như thế này, của nam và của nữ cũng thế. Đây là của nam bạc này, của nữ thì nó có vàng và bạc như này nhé. Đấy, thì chị đặc biệt là các cái tuổi thì sử dụng cho các tuổi nào, các cái tuổi mà trong năm 2020 canh tí này, đặc biệt phạm tuổi trong năm 2020 canh tí thì các cái tuổi nằm trong bộ đó là gì ạ, là Tí, Ngọ, Mão, Dậu và tuổi Mùi đều những cái tuổi mà nằm phải cái việc là nằm trong cái yếu tố là xấu với thái tuế, bởi vì là xung hình phá hại. Còn đâu các cái tuổi hợp với thái tuế là cái tuổi Thân và tuổi Thìn lại tam hợp thái tuế là điều rất tốt, hoặc là tuổi Sửu là nhị hợp với thái tuế là điều rất tốt. Do đó là càng sử dụng thêm vật phẩm này thì yếu tố thứ nhất là hóa giải phi, hóa giải thái tuế. Các cái tuổi hợp thì nghênh thêm cái sức hỗ trợ từ thái tuế tinh quân thì điều rất tốt. Giống như cái việc là coi thái tuế là đại ca, là một ông chủ tịch đồng quản trị trong một tập đoàn, thì những cái tuổi nào mà hợp với ông ấy thì được ông ấy nâng đỡ, những cái tuổi nào xấu ông ấy mà đối đầu ông ấy thì bị ông chản thôi, đúng không ạ? Do đó là chúng ta có một cái pháp khí chúng ta sử dụng bên thân mình để chúng ta nhắc nhở bản thân thì sẽ tốt hơn. Đó, do vậy tuổi nào cũng nên dùng nhé chị nhé. Anh Hoàng Thọ có câu hỏi là thầy cho hỏi sinh năm 1955, làm nhà tháng 9 năm 2020 hướng nhà đông nam thì có được không? Cảm ơn. Anh Hoàng Thọ. Đâu, đọc lại câu hỏi này. Anh Hoàng Thọ sinh năm 1955. Được. Muốn làm nhà vào tháng 9 năm 2020 thì có được không? Hướng đông nam nhé. Đông nam, tháng 9 năm 2020. Chú là sinh năm 1955, tức là tuổi Ất Mùi đúng không ạ? Tuổi Ất Mùi 1955. Chú muốn làm cái ngôi nhà hướng đông nam vào cái tháng 9 năm 2020 này thì có được không? Cái thứ nhất là đánh giá trên yếu tố là hướng đông nam bao nhiêu độ nhỉ? Có độ không? Thế thì chú Thọ ơi, chú cần phải cung cấp thêm cái thông tin giúp cháu một chút. Bởi vì rằng là hướng đông nam, thực tế mà nói hướng đông nam năm 2020 và năm 2021 vận khí của nó cũng không có vượng lắm. Bởi vì thực tế chúng ta phải xét kỹ hơn là đông nam nó bao gồm ba sơn hướng là Thìn, Tốn, Tỵ cơ. Tức là tọa của nó sẽ là tọa Tuất, Càn, Hợi, và hướng nó sẽ là hướng Thìn, Tốn, Tỵ, tức là tọa Tuất hướng Thìn, tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ, đúng không? Bởi thế cho nên rằng là chúng ta phải xét sâu đến các sơn hướng này, và nếu như nó không phạm thì chúng ta còn làm được, mà nếu nó phạm thì thôi, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta xét luôn là hướng Tỵ thì năm, nếu như nó rơi vào hướng Tỵ thì năm 2020 thì không làm được, bởi vì tọa Hợi nó phạm vào tam sát. Hay là hướng Tuất, hướng Thìn và tọa Tuất thì năm 2020 thì các cái sơn đó là Càn, Hợi, Đoài, Đinh, Tuất nó phạm vào Mộ, Long, Biến, Mận, Sát thì cũng không có lên làm. Nếu như do đó rằng là thực tế mà nói, do đó là năm 2021, năm 2020 thì động thổ không có được vượng, trong đó thì tháng 9 nó không phải là tháng vượng. Tháng 9 khi có động thổ thì chú nên để sau đồng chí chú làm, nhưng thực tế sau đồng chí kể chú động thổ nhà hướng đông nam này thì năm 2021 tới chú nhập trạch thì nó lại phạm phải ngũ hoàn, thì vận khí nó cũng không đắc, cho nên nếu không vượng thì tốt nhất không nên xây. Chị Khiêu Khiêu có câu hỏi là nhà hướng tây nam sang năm có làm được không ạ, và bao giờ thì có khóa học kích tài lộc vậy ạ? Chào bạn, hướng tây nam về cơ bản là hướng tây nam nó bao gồm ba sơn hướng là Mùi, Khôn và Thân, thì nếu bạn đo được cụ thể hướng tây nam nhà bạn là bao nhiêu độ thì luận giải nó chính xác hơn. Tại vì hướng đông nam, hướng tây nam thì tọa sẽ là tọa đông bắc, tức là đông bắc bao gồm ba sơn hướng, tọa là Sửu, Dần, Mùi, và hướng tây nam là ba cái hướng đó là Mùi, Khôn, Thân, tức là tọa Sửu thì sẽ hướng Mùi, tọa Cấn thì sẽ hướng Khôn và tọa Dần thì sẽ hướng Thân, đúng không? Trong cái đó chúng ta có thể thấy ngay rằng là hướng tây nam năm sau đó là tọa Dần hướng Thân phạm phải Mộ, Long, Biến, Mận, Sát, không làm được sơn hướng là Dần, Thân. Rồi tiếp nữa đó là Cấn, Khôn, nhưng không làm được. Thực tế mà nói hướng tây nam thì năm sau cũng khá hạn chế làm. Cái này bạn để lại số điện thoại, đúng không, xử lý sẽ kết nối tư vấn thêm cho bạn. Còn khóa kích tài lộc thì năm nay dự kiến khóa kích tài lộc năm 2021 vẫn được tổ chức, nhưng mà còn căn cứ xem tình hình dịch Covid như nào đã. Nếu như không tổ chức trực tiếp thì chúng ta sẽ có tổ chức online, thì thầy Đăng Nguyên vẫn tổ chức khóa kích tài lộc 2021 bạn nhé. Cảm ơn bạn. Bạn để số điện thoại để được đối với trợ lý tư vấn thêm cho bạn về cái vận khí hướng tây nam nhé. Bạn Hương Ngọc có câu hỏi là chào thầy, cho em hỏi tuổi Đinh Sửu lấy chồng cùng tuổi có hợp không, và kinh tế như thế nào, và em nên sinh con tuổi nào thì hợp ạ? Các cụ có câu là cùng tuổi năm rưỡi mà ăn, đúng không ạ? Các cụ có câu cùng tuổi năm rưỡi mà ăn. Về thực tế mà nói thì câu đi về các bạn cũng đúng, bởi vì là cùng tuổi thì nó sẽ cùng cái thời điểm phát triển,
nó sẽ cùng cái mức độ tư duy và cùng có những cái nét văn hóa tương đồng. Do vậy là vợ chồng cũng dễ có thể thông cảm với nhau mà ở. À, thì người ta nói thế. Còn nếu xét theo yếu tố phong thủy thì hai tuổi Sửu cưới nhau thì cũng chuyện bình thường. Bạn tuyệt đối không có nghe bất cứ những sự tư vấn từ các loại thầy bà như thế nào, kiểu như là chồng nam mạng 1977 đinh Sửu thuộc cung này, nó vào cung này, vợ là 1997 đinh Sửu thì vào cung quẻ cấn cung đoài thuộc về diên niên, do đó hai vợ chồng kết hợp với nhau thì ra lục sát, tất cả những kiến thức đấy đều vớ vẩn hết. Ông thầy bà nào mà tư vấn như thế thì tốt nhất là xách dép và đi về, và tốt nhất là mắng thêm một câu và sau đó đi về, đúng không ạ? Chúng ta không có kiểu bói toán liên quan như thế. Thì về các bạn hai tuổi Sửu bạn kết hợp với nhau thì cũng không có điều gì đáng lo ngại cả. Còn cái việc mà làm ăn tài lộc hay không á thì còn phụ thuộc rất nhiều các yếu tố, người ta nói là nhất mệnh nhị vận tam phong thủy tứ đức và ngũ động thư, nó kết hợp bởi nhiều yếu tố để quyết định đến yếu tố vận số của bản thân bạn. Thì để mà chi tiết hơn thì người ta phải căn cứ vào năm tháng ngày và giờ sinh của bạn và chồng bạn để mới có thể phối ra một cái bộ hồ sơ gọi là bộ hồ sơ hôn nhân, bộ hồ sơ hôn nhân, thì nó sẽ kết hợp vào đấy thì nó ra được nhiều sự lựa chọn hơn đối với vợ chồng bạn. Tức là phải căn cứ vào đầy đủ năm tháng ngày giờ sinh nhá, là cái mệnh là cái yếu tố đầu tiên khi mà kết tinh khắp cả đời, là cái số mệnh chúng ta đã được ấn định. Tuy nhiên là trong yếu tố chúng ta nắm được thời vận, chúng ta sử phong thủy để cái việc mà chúng ta cải bệnh đi, chúng ta làm cái mệnh số chúng ta sẽ tốt hơn, đấy là điều hoàn toàn hợp lý. Có đâu rằng là sau này thì bạn còn có nhiều yếu tố kết hợp khác nữa, vì bạn ở nhà hướng nào, sinh con năm bao nhiêu, thì đối với vợ chồng bạn 1977 đinh Sửu thì bạn có thể là chọn hướng đông bắc, tây bắc hoặc hướng đông thì nó sẽ tốt hơn. Bạn có thể chọn hướng tây bắc hoặc hướng đông là ở thì nó sẽ hợp long hơn. Bạn có thể sinh con vào cái năm đó là năm bao nhiêu? Bạn có thể sinh cháu tiếp theo vào năm bao nhiêu bây giờ ra? Đinh Sửu đúng không? Bạn có thể lựa chọn bé tiếp theo sinh vào cái năm cưới nhau rồi đúng nhỉ? Chưa cưới, đang hỏi. Đang hỏi gì? Đang hỏi là nếu cưới thì nên sinh con vào năm nào? Nếu cưới thì nên sinh con năm nào đúng không? Nếu cưới nên sinh con năm nào? Gần đây nhất là năm 2021 Tân Sửu, ba con trâu. Đấy. Ba con trâu. Một là như thế. Hai là năm bao nhiêu nữa? Dần, Mão, Đinh Kỷ, Ngọ, Nghi Hợi, Dậu. Đinh Kỷ cần nói gì mà nó sẽ đưa rồi. Khá lâu thế nhỉ? Lâu đấy. 2022 nhân dần đâu, 2023 cơ báo, 2024 rất thìn. 2025 là bao nhiêu? 2025 là gì vậy? 2025 xa quá, đúng không? Gần nhất thì bạn có thể lựa chọn vào năm 2021 Tân Sửu đấy. Năm 2021, tuy nhiên là chọn cái tháng hóa khí nhá. Chọn cái tháng hóa khí để tìm sự tam hợp. Ngay cả việc chọn cái năm tháng ngày giờ cưới của vợ chồng bạn cũng cần phải chọn vào cái tháng hóa khí, chứ không phải là tháng đại lợi tiểu lợi không sâu nữa. Đó, chi tiết cụ thể bạn để số điện thoại để được đủ trợ lý tư vấn kỹ hơn. Cảm ơn bạn. Một câu hỏi nữa về hôn nhân là bạn Mai Châu hỏi là nữ sinh năm 1977 1997, nam sinh năm 1994 thì năm 2021 có cưới được không? Nữ sinh bao nhiêu? 97 ạ. Nữ 97 đinh Sửu, chồng sinh bao nhiêu? Giáp Tuất 94. Giáp Tuất 94. Hỏi là cưới trong năm 2021 được không? 21 ạ. 21 được không? Về cơ bản là bình thường. Người ta nói rằng là làm nhà sinh ở đàn ông mà lấy chồng sinh ở đàn bà, đúng không? Do đó là cái việc mà lựa chọn cái tháng cưới nó căn cứ vào tuổi cô dâu, thì người ta sẽ căn cứ vào cái tháng đại lợi hoặc tháng tiểu lợi của cô dâu để người ta lựa chọn cái thời điểm cưới. Đó, một là lựa chọn đẹp nhất là lựa chọn vào cái tháng đại lợi, hai là lựa chọn cái tháng tiểu lợi. Và sau đó thì khi mà lựa chọn được cái tháng đại lợi, tháng tiểu lợi rồi thì tiếp tục phối kết hợp với lại là ngày tháng năm sinh của cô dâu chú rể, năm tháng ngày giờ sinh thì đúng hơn, năm tháng ngày giờ sinh của cô dâu chú rể, tiếp theo là năm sinh của bố mẹ cô dâu và bố mẹ chú rể, để lựa chọn ra hai cái ngày quan trọng nhất đời người. Đó, thứ nhất là ngày ăn hỏi. Ngày ăn hỏi là cái ngày mà nhà trai mang sính lễ đến để làm lễ tại nhà gái, đúng không? Làm lễ xin cưới tại nhà gái. Do vậy là cái giờ mà phong thủy tự nhiên xem cho chính là cái giờ mà cô dâu chú rể và hai bên gia đình làm lễ tại ban thờ nhà gái, đấy là giờ ăn hỏi. Ngày tiếp theo, cái giờ quan trọng tiếp là giờ lễ thành hôn, tức là lễ cưới. Thì đây chính là ngày mà ngày cưới này là ngày mà nhà giai sang xin cô dâu về, đúng không ạ? Sang xin dâu về. Và cái giờ đấy là cái giờ mà cô dâu chú rể và nhà trai nhà gái làm lễ tại ban thờ gia tiên của nhà trai. Đấy. Thì hai cái ngày giờ đấy, hai giờ ngày giờ quan trọng nhất, thì là phải căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh của cô dâu chú rể. Để phong thủy nguyên chúng tôi còn tư vấn cho bạn thêm là cái màu sắc trang phục hay là màu sắc trang gai cố đệm hay màu sắc nào mà nên dùng trong cuộc sống để mà gia tăng thêm yếu tố hòa hợp. Và là năm sinh con sẽ là năm nào sẽ phù hợp.
Còn đâu là xin thêm bố mẹ, năm sinh bố mẹ cô dâu, năm sinh bố mẹ cũng rể để lựa chọn những cái ngày để nó phù hợp với lại là hợp gia hoàn hảo giữa cả hai bên gia đình. Tại vì chúng ta phải xác định tinh thần với nhau, chúng ta lớn rồi đúng không ạ? Yêu nhau là việc của hai người, nhưng mà cưới nhau thì là việc của hai gia đình. Yêu nhau là việc của hai người thôi đúng không ạ? Nhưng cưới nhau là việc của hai gia đình. Khi mà dựa trên yếu tố về pháp luật chứng kiến cũng như là gia tiên tiền tổ hai bên nội và gia đình chứng kiến thì đây là một ngày cực kỳ đại sự. Đây là ngày quan trọng nhất của mỗi đời người đúng không ạ? Không nói đến thời điểm mà chúng ta được làm bố làm mẹ, không nói đến thời điểm chúng ta được sinh ra đúng không ạ? Có khi là chúng ta sẽ có ba thời điểm quan trọng nhất. Thứ nhất chúng ta được chào đời, cái thứ hai là thời điểm chúng ta lập gia đình và cái thứ ba chúng ta được làm bố làm mẹ. Đấy là ba thời điểm quan trọng nhất của mỗi đời người. Thì cái việc như là ngày cưới là cái ngày mà được xã hội công nhận, được chính quyền công nhận và cái ngày mà chúng ta lễ bái yết kiến gia tiên tiền tổ, do đó là ngày cưới là ngày của cả hai bên gia đình. Do đó yêu nhau là việc của hai bạn trẻ nhưng cưới nhau là việc của hai bên gia đình, thì cần phải căn cứ vào cả năm sinh của bố mẹ cô dâu chú rể để lựa chọn cái ngày nó có sự hợp giao hoàn lạc với cả hai bên. Thì đấy là điều rất quan trọng mà không phải là thầy phong thủy nào cũng thể biết được nguyên tắc này, không phải thầy phong thủy nào biết nguyên tắc này. Các ông thầy bà thì toàn là xem sao này sao kia cứ thôi, do đó hoàn toàn sai nguyên tắc. Ok, còn tiếp theo này. Anh Tuấn Hùng muốn nhờ anh tư vấn cho để mua vòng phúc hòa trợ mệnh. Được. Phúc hòa trợ mệnh, vòng phúc hòa trợ mệnh, ok chào anh. Cái việc mà vòng phúc hòa trợ mệnh đó là một trong những cái pháp khí mà thầy Tâm Nguyên cho ra mắt để mà cái việc bổ trợ thêm yếu tố thân mệnh trong cơ thể. Cái việc mà sử dụng cái vòng phúc hòa trợ mệnh nó căn cứ trên yếu tố gì? Nó căn cứ trên cái năm tháng ngày và giờ sinh của mỗi người. Tức là khi mỗi người chúng ta sinh ra nó đều có cái ấn định bởi năm tháng ngày và giờ sinh. Năm tháng ngày giờ sinh này chính là cái thời điểm tương đối của các thiên tinh trong hệ mặt trời nó có sự ấn định về vị trí. Tức là kim, mộc, thủy, thổ tinh và mặt trăng mặt trời nó có sự ấn định bởi quỹ đạo quay của nó và thời khắc chúng ta sinh ra. Thì khi đó thì cái ngũ hành ở trong thân mệnh chúng ta có sự tác động bởi kim, mộc, thủy và thổ rồi đúng không ạ? Và thường nó sẽ không có cái sự thăng bằng. Nó không có sự thăng bằng. Mà nếu như có sự thăng bằng ngay từ ban đầu thì cuộc sống chúng ta sinh ra và cho đến khi chúng ta chết đi nó cứ bằng bình như vậy thôi, không có gì nổi bật cả. Tuy nhiên rằng là vốn dĩ cái ngũ hành ở trong thân của mỗi người đều không sự thăng bằng và hỷ xung thần lại có lực nữa, thì cho nên đấy là cái cú hích người ta đưa vào để gia tăng thêm cái sự bứt phá về tài lộc, nhân duyên hay là bất cứ gì đó trong cuộc sống. Thì cái việc mà một người thầy phong thủy có cái sự học thuật liên quan đến bát tự tứ trụ thì sẽ làm gì ạ? Thì sẽ bổ khuyết cái bát tự tứ trụ của mỗi người để xem là ngũ hành trong thân của mỗi người khuyết thiếu cái hành mệnh gì, để mà sử dụng thêm một cái màu sắc vào để bổ vào đấy, chính là cái màu sắc hỷ xung thần đó. Thì cái vòng phúc hòa trợ mệnh chính là dựa trên nguyên tắc đấy. Ngoài cái yếu tố về ngôn ngữ thiết kế, tức là dựa trên cái các hạt gỗ tử đàn, là vương mộc tử đàn là vua có loại gỗ mang cái năng lực thủy đàn rất là cao. Ngoài ra có các hạt trăm, ở đây là trăm bạc mang cái chữ phúc hòa đúng không ạ, thì cái sự phúc khí và hòa khí để gia tăng thêm tài lộc cho gia đình có gì rồi. Thêm cái chi tiết là bông hoa mai hoa đào thì cái sự vui vẻ ngày xuân ngày Tết đúng không, thì cái hạt đá ở giữa chính là cái hạt đá để bổ khuyết cho ngũ hành của hỷ xung thần. Nó sẽ có đầy đủ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Ví dụ đây là đá mã, đây là đá thạch anh tóc vàng mang ngũ hành thổ để dành cho những người có hỷ xung thần là thổ đúng không? Nó có các cái đá khác là đây là đá thạch anh là tóc đỏ dành cho mệnh hỏa, dành cho những ai là mệnh hỏa đúng không? Hay là đây là thọc anh, đây là thạch anh tóc trắng để dành cho những người mệnh kim, dành cho những người có hỷ xung thần là mệnh kim. Thì chúng ta sẽ bổ khuyết vào đấy. Thì căn cứ vào để phải đều đủ 5 tháng ngày giờ sinh để chúng ta bổ khuyết bát tự tìm ra ngũ hành khuyết thiếu chính là hỷ xung thần, và căn cứ vào đấy để lựa chọn ra cái màu sắc của cái loại trang sức chúng ta cần đeo. Cái này nó có hai loại là dành cho nam cho nữ, kích thước hạt nó khác nhau luôn. Cho nam thì là hạt 12 ly và cho nữ là hạt 10 ly để đeo vào trên tay. Đây là đeo cho nam thì nó sẽ như này, mà đeo cho nữ thì nó sẽ nhỏ hơn. Đó. Như vậy tư vấn cho anh để anh có thể hiểu được cách sử dụng phúc hòa trợ mệnh. Thì anh cần phải căn cứ vào 5 tháng ngày giờ sinh của anh thêm thì mới có thể tư vấn cho anh được. Anh vui lòng để lại đầy đủ 5 tháng ngày giờ sinh để được đủ trợ lý tư vấn thêm cho anh nhé. Bạn Hoàng Đức có câu hỏi là em sinh ngày 18 tháng 3 năm 1998 thì có thể làm nghề gì sau này được? 18 tháng 3 năm 1998, cái việc lại làm nghề gì? Trao đổi bạn Hoàng Đức như sau. Cái việc mà làm cái công việc gì đó là cái sự định hướng liên quan đến nghề nghiệp trong tương lai, đúng không? Nếu như gia đình bạn là một gia đình mà có cái nghề truyền thống rồi thì rất nhiều người là theo cái nghiệp truyền thống của bố mẹ để làm, đúng không? Ví dụ như nhà mà làm về kinh doanh buôn bán thì theo nghiệp truyền thống lại là tiếp nối về công nghiệp của bố, đúng không? Tức là auto là trở thành một chủ tịch hội đồng quản trị, đúng không ạ? Hay nếu như nhà làm về các cái nghề truyền thống gia đình, ví dụ như là làm gốm bát tràng hay là làm tiểu thủ công mỹ nghệ hay là bất cứ công việc gia đình có mang yếu tố truyền thống gia đình thì bạn có thể thừa kế đấy. Tuy nhiên rằng là rất nhiều người không có theo được cái công việc liên quan truyền thống gia đình đấy và chúng ta có một sự hướng thêm trong tương lai. Nhưng tuổi trẻ chúng ta không biết là công việc gì phù hợp,
Vậy thì trong nguyên lý liên quan ứng dụng phong thủy, người ta phải căn cứ trên năm tháng ngày và giờ sinh, căn cứ trên bát tự của mỗi người để mà quyết định xem cái ngũ hành hỷ xung thần của bạn là gì. Cái ngũ hành hỷ xung thần đấy nó sẽ bổ vào cái công việc có mang ngũ hành tương tự. Mỗi một ngành nghề khác nhau thì có ngũ hành khác nhau, và căn cứ vào ngũ hành hỷ xung thần, tức là ngũ hành khuyết khiếu trong thân mệnh bạn đấy, và lựa chọn cái ngành nghề phù hợp thì sẽ tốt hơn. Thì cái việc đấy sẽ hình thành trong cái bộ gọi là bộ hồ sơ định hướng nghề nghiệp, gọi là bộ hồ sơ tư vấn hướng nghiệp, hay còn gọi là bộ hồ sơ định hướng nghề nghiệp, thì nó sẽ tư vấn chi tiết cho bạn cái ngành nghề nào bạn nên theo đuổi, thì sẽ được trình bày rất rõ trong bộ hồ sơ này. Trong đây thì nó sẽ được trình bày dựa trên cái yếu tố lá số bát tự huyền cơ của bạn, tức là năm tháng ngày giờ sinh dương lịch chính xác của bạn, thì để luận giải ra được cái bộ hồ sơ liên quan đến bát tự tinh bàn, liên quan đến cái lá số bát tự tinh bàn, và sau đó thì căn cứ tiếp để tìm ra được cách cục hỷ xung thần, và căn cứ tiếp để tìm ra được cái ngũ hành nào sẽ là ngũ hành mà bạn nên bổ vào, và công việc nào bạn nên lựa chọn, ngành nghề nào bạn nên lựa chọn, thì được trình bày rất kỹ trong cái bảng thể hiện đây. Trong đây được trình bày lên đến hơn 100 ngành nghề khác nhau, và được xếp hạng theo thứ tự ưu tiên, tức là xuất sắc, giỏi, trung bình, khá, kém, thì để bạn lựa chọn, đúng không ạ? Nó sẽ phối theo, thứ nhất là theo cái ngành nghề truyền thống gia đình, cái thứ hai là theo cái gọi là địa chính quyền địa phương có hỗ trợ cái ngành nghề đấy tốt không, thì để chúng ta phát triển. Và cái thứ ba đó là căn cứ vào cái năng khiếu bản thân bạn nữa để phối hợp để mà tìm ra được công việc của bạn trong tương lai. Và chúng ta ưu tiên lựa chọn những ngành nghề liên quan xuất sắc hoặc là giỏi. Những cái ngành nghề là yếu hoặc là kém thì nó là những ngành nghề mà nó thuộc vào ngũ hành xung khắc đối với hỷ xung thần bạn, tức là kỵ thần hoặc thất sát, chúng ta không nên chọn. Thì chúng ta không nên chọn. Do đó rằng là bạn lên để lại đầy đủ 5 tháng ngày giờ sinh, ở đây thiếu cái giờ sinh của bạn do đó không tư vấn được. Bạn đầy đủ 5 tháng ngày giờ sinh và số điện thoại để tư vấn chi tiết hơn. Anh Tuấn Hùng có câu hỏi là, cuối cùng. Cho mình hỏi, mình sinh năm 1988, vợ cũng 1988, hai con là 2012, 2017. Mình xây nhà hướng Tây Bắc năm 2016 thì có hợp không vậy? Anh sinh năm 1988, vợ cũng 88, mậu thìn luôn, con thêm bao nhiêu nhỉ? 2012 và 2017. 2012 nhân thìn và 2017 bao nhiêu nữa? 17. 2017 đinh dậu. Xét theo đình long tam hợp phái thì vợ chồng anh nên lựa chọn hướng Tây và hướng Nam để sư phụ hơn, hợp với gần với cả nhà luôn á. Anh Tuấn Hùng ạ, anh lựa chọn hướng Tây hoặc hướng Nam thì nó gần như hợp với cả nhà luôn, tức là bao gồm vợ chồng anh và con anh, đặc biệt là bé 2012 nhâm thìn kia. Còn anh thì đang ở nhà hướng Tây Bắc thì về cơ bản chưa đánh giá được tốt xấu đẹp tốt gì ở hướng Tây Bắc này cả. Bởi vì đẹp tốt xấu hay không nó nằm ở yếu tố về cách cục thực tế của ngôi nhà như thế nào, rằng là yếu tố về bố trí bên ngoài bên trong ngôi nhà ra sao, đường đi lối lại ngã ba ngã bảy xung quanh ảnh hưởng đến ngôi nhà như thế nào, và bố trí cái nội cục bên trong ngôi nhà như thế nào, phòng khách, cầu thang, phòng bếp, phòng thờ, nhà vệ sinh, bếp núc nó để được tốt hay không, và bố trí công năng được hài hòa hay không. Nếu như yếu tố về ngoại khí, tức là yếu tố phong thủy bên ngoài ngôi nhà và bên trong ngôi nhà mà tốt đấy, thì nó sẽ tăng cường rất nhiều lần. Mặc dù hướng Tây Bắc này không hợp lòng với gia đình anh, nhưng mà phong thủy bên trong ngôi nhà tốt thì ít nhất cũng phải được 7-8 thần. Thế nếu mà anh lựa chọn một ngôi nhà mà hợp hướng, tức là như Đức Trung đã nói là hướng Tây hướng Nam thì hợp với gia đình anh, nhưng phong thủy bên trong ngôi nhà xấu, ví dụ như bếp thì đặt vào cung bản mệnh, nhà vệ sinh đặt vào cung tài lộc, đặt vào càn cung, tất cả những cái phương vị đều bị phạm, thì anh lại đang ở một cái nhà hợp với anh mà lại bị xấu, đúng không ạ? Thì anh đang hợp với xấu, thậm chí nó rất là kém, thậm chí còn bị âm điểm cơ. Thà rằng là mình chú ý đến yếu tố cách cục ngôi nhà tốt nhất, mà cách cục ngôi nhà thì tư vấn thông qua gì? Tư vấn thông qua bản vẽ công năng. Do đó anh nhất định phải cung cấp được bản vẽ công năng ngôi nhà anh là vẽ như thế nào, bố trí công năng hiện tại ra làm sao. Cái thứ hai là hướng nhà anh bao nhiêu độ, cái thứ ba năm sinh các thành viên gia đình anh. Ba yếu tố đấy thì mới có thể tư vấn cho anh được cái việc ngôi nhà anh có được đắp cách hay không, phong thủy tốt hay không, các hung ảnh hưởng như thế nào, trên tinh thần như thế. Ok, xin cảm ơn rất nhiều các cô chú chị giao lưu với Phong Thủy Nam Nguyên trong cái buổi live stream như thế này. Mỗi buổi live stream chúng ta sẽ giao lưu khoảng 1 tiếng rưỡi, từ 11 giờ đến 12:30, đúng không ạ? Đến giờ này chúng ta nên nghỉ ngơi để mà ăn uống rồi. Các cô chú chị nào vẫn còn chưa được giải đáp thì vui lòng đặt câu hỏi xuống bên dưới để được đội ngũ trợ lý tư vấn cũng như Đức Trung giải đáp thêm cho các cô chú chị. Lưu ý nhé, chúng ta đang có phần quà tặng rất là ý nghĩa, đúng không ạ? Chúng ta hãy mua cuốn hướng dẫn nghi thức tại gia với giá 260.000 để được tặng cuốn Kích Tài Lộc 2020 với phần trình bày rất rõ liên quan đến các vận hạn của các tuổi trong năm 2020 kinh tí này, đúng không ạ? Hãy mua cuốn sách này để 260.000 được tặng cuốn sách này 499.000, 260.000 và được sở hữu cả hai cuốn tài liệu cực kỳ hay, nhớ các cô chú chị nhé. Chia sẻ video livestream này để nhận thêm những quà tặng ý nghĩa, đúng không ạ? Nhận thêm cái phần quà tặng liên quan đến cái việc đó là hướng dẫn xây dựng ekip tuổi cho 60 năm luôn, từ năm 2016 đến năm 2015, 1956 đến năm 2015, 60 năm được tuyển chọn các ekip tuổi lựa chọn như thế nào được trình bày rất rõ trong phần tài liệu này. Hãy chia sẻ video livestream này và nhắn tin đến fanpage để được nhận tài liệu hoàn toàn miễn phí.
cũng như hẹn gặp lại các cô chú chị trong thứ 6 tuần tới, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng giao lưu với những chủ đề tuần tới. Các cô chú nào yêu cầu về chủ đề tuần tới, chúng ta sẽ cùng giải đáp về vấn đề gì, có thể bình luận xuống bên dưới nhé. Đức Trung và đội ngũ trợ lý sẽ tổng hợp lại cũng như giải đáp đến các cô chú chị. Tất cả mọi thông tin có thể liên hệ đến số 1900 292 để được đội ngũ trợ lý tư vấn kỹ hơn, 1900 292, hoặc đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội, tại Đà Nẵng hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn thêm chi tiết. Đức Trung xin cảm ơn, hẹn gặp lại các cô chú chị trong buổi live stream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.